Chương 31 Chương 31 Mộ đạo khẩu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ngô phiền nhất thời nghẹn lời, hắn cùng Lâm Hiểu Vân tiếp xúc thực sự không nhiều, trước đó tình nguyện bốc lên nguy hiểm tính mạng, từ kỹ sơn bên trên ngã xuống, đương nhiên không chỉ chỉ là nghĩ công lực Lâm Hiểu Vân. Muốn đạt thành tình thánh kết cục, cố nhiên cần chính cái tình sau so kim kiên hảo hữu, nhưng cũng không phải thiếu Lâm Hiểu Vân lại không được mấu chốt nhất, vẫn là Lâm Hiểu Vân thân phận đặc thù, nàng là một cái thần bí người tu hành. Thế giới trò chơi bên trong, người tu hành vũ lực, chưa hẳn sau người giang hồ cao hơn, nhưng có thủ đoạn thần bí, lại làm cho ngô phiền sinh lòng hướng tới. Nhưng người tu hành cũng rất ít trộn rộn thế tục, dùng bọn hắn tới nói, chính là nhất ẩm nhất chắc hẳn là tiền định, trong nhân thế hết thảy, đều hẳn là từ thế nhân tự hành đi xử lý, bọn hắn những người tu hành này, liền cứ hảo hảo tu hành, lĩnh hội thiên đạo là được rồi. Đương nhiên, đây cũng không phải là toàn bộ, cũng tỷ như Lâm Hiểu Vân chỗ xích Phượng Sơn, mỗi một thời đại đều sẽ có đệ tử rời núi nhập thế, không nói người người đều sẽ đi hàng yêu trừ ma, nhưng phần lớn cũng sẽ lúc nên xuất thủ liền xuất thủ. Chỉ là những người này, không thích lưu danh là thật, tung tích cũng khó tìm vô cùng. Ngô phiền hôm nay bắt buộc mạo hiểm, chính là vì ngày sau đặt chân tu hành giới trải đường, bằng không hắn phải đợi đến trung nguyên đại loạn thời điểm mới có thể tìm được tương ứng cơ duyên ha ha được rồi cái này cũng chẳng trách ngươi bất quá ta nghe ngươi lời mới vừa nói hẳn là nhận ra nơi đây ngô phiền khóe miệng một câu cười hắc hắc nói nhắc tới cũng là duyên phận ta ở tiểu sơn thôn tên là kỷ thôn không biết tiên tử nhưng từng nghe qua lâm hiểu vân lắc đầu nói ta đi ngang qua thôn trang không có ngàn chỗ cũng có trăm tòa kỹ thôn cái tên này cũng là nghe qua mấy cái, phụ cận lại là vừa tới không lâu, còn không có nghe qua. Ngô Phiền tiếp tục nói. Tiên tử không biết cũng không cần gấp, nơi này, cùng kỹ thôn quan hệ hẳn là cũng không lớn. Ta ở trong thôn, đã từng may mắn đào được qua một cái hộp, trong hộp có một phong thư. Thư chủ quan là có một vị người tu hành, tại mình mộ địa bên trong lưu lại truyền thừa, dự định truyền cho hậu đại có tu hành linh căn tử tôn. Nhưng thời thế thay đổi, nhà này người cuối cùng vẫn là xuống dốc, thế là vị kia người tu hành hậu nhân, liền lưu lại thư cùng tín vật, định đem tổ tông truyền thừa lưu cho cái khác người hữu duyên. Lâm Hiểu Vân nói, cho nên, người cho rằng nơi này chính là vị kia người tu hành mộ địa. Cho nên vừa mới nói đây là một đầu mộ đạo. Ngô Phiền nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, kia phong trong tín thư có ghi, nói vị kia người tu hành mộ địa cửa vào liền giấu ở hàng đàm dưới đấy. Mà ta vừa rồi, cũng dùng cái này mai tính vật, thành công tiến vào nơi này. Cho nên, nơi này hẳn là trong thư nâng lên người tu hành mộ địa không thể nghi ngờ. Việc quan hệ người tu hành sự tình, Lâm Hiểu Vân hiển nhiên cũng cảm thấy rất hứng thú, nàng dãy dụ lấy muốn ngồi dậy, nhưng không nghĩ cái này khẽ động quá mức đau đớn, nhìn không được trên rỉ lên tiếng tới. À, ta đều quên cho tiên tử bôi thuốc. Ngô phiền dứt lời, liền đưa tay móc hướng trong ngực, chỉ là hắn hiện tại trong ngực chính ông Lâm Hiểu Vân, cái này sờ một cái, khó tránh khỏi chạm đến Lâm Hiểu Vân thân thể. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ngô Phiền vội vàng nói xin lỗi, hắn nhưng là biết đến, nữ nhân này một mực âm thầm sút gắn sức đâu. Lâm Hiểu Vân nhíu nhíu mày, thật cũng không trách cứ Ngô Phiền, nàng vừa rồi nhìn rõ ràng, Ngô Phiền đích thật là sờ tay vào ngực, cũng không phải là cố ý chiếm nàng tiện nghi. Ta không sao, công tử không cần làm phiền, ta chịu là nội thương, thể nội hàng hỏa chi lực tại lẫn nhau tranh đấu, phổ thông thuốc trị thương, đối với ta là vô hiệu. Ngược lại là công tử nâng lên thư, không biết nhưng có mang ở trên người. Ngô phiền nói lộ ra miệng, vốn là cố ý, hắn hiện tại lại không thể ném Lâm Hiểu Vân mặc kệ. Đợi chút nữa tiến vào mộ huyệt chỗ sâu thời điểm, Lâm Hiểu Vân chỉ cần con mắt không mù, khẳng định cũng có thể đoán được hắn cùng nơi này có liên quan, trong lòng tất nhiên sẽ có chỗ hoài nghi. Đã như vậy, Ngô Phiền không bằng dứt khoát ngay từ đầu liền thẳng thắng, như vậy, Lâm Hiểu Vân nói không chừng ngược lại sẽ tín nhiệm hơn hắn. Ngạch, phong thư này, ta ngược lại thật ra một mực mang theo người. Nhưng là vừa mới ngã xuống nước, cũng không biết cô hỏng không có. Ngô Phiền nói xong, thân thể cũng đi theo rung một cái, hàng đàm nhiệt độ của nước cực thấp, trước đó Ngô Phiền vì tìm kiếm dưới mặt đất cửa vào, cũng không biết bị đông cứng chết qua bao nhiêu lần. Tự tại ngô phiền trên thân, Lâm Hiểu Vân cũng cảm nhận được ngô phiền run rẩy, nàng suy nghĩ một chút nói. Phía sau ngươi trong ba lô, có đồ vật gì là có thể nhóm lửa sao? Có có, ta ở trên núi cắm trại lúc, còn để lại một điểm lửa than vô dụng, vốn định thuận tiện lần sau lấy lửa. Nói, ngô phiền thận trọng đem Lâm Hiểu Vân ông nương đến bên tường, sau đó mới dở xuống ba lô, đem giấu ở thấp nhất than củi cho đổ ra biết muốn rơi vào hàng đàm ngô phiền cố ý dùng vải dầu đem than củi bao vây lại bây giờ giải khai mặc dù còn có chút ẩm ướt nhưng kiên nhẫn một điểm cũng không phải điểm không đến cất kỹ than củi về sau ngô phiền lại từ trong ngực móc ra thư cái đồ chơi này hắn liền không có cố ý đi đảm bảo quả nhiên bị nước ngâm đi đi còn tốt cả phong thư không có bị xoa nắng qua cẩn thận một chút còn có thể thấy rõ phía trên viết thứ gì tựa ở bên tường bên trên lâm hiểu vân một tay hướng phía ngô phiền xếp tốt các bôn đóng một chỉ một đạo tinh tế hỏa tuyến từ lâm hiểu vân trong ngón tay bắn ra đạo này hỏa tuyến dị thường nhỏ bé thậm chí đều không có chính ngô phiền cây châm lửa sáng tỏ nhưng thần kỳ là ngô phiền từ đầu đến cuối điểm không đến các bôn đóng bị đạo này hỏa tuyến trong nháy mắt liền đốt lên ấm áp ánh lửa dâng lên đen như mực mộ đạo bên trong cuối cùng là có một điểm quan sáng cùng nhiệt độ mượn cái này tia ánh lửa, ngô phiền cũng trong nháy mắt liếc về rất nhiều thứ không nên thấy. Cuối cùng hắn phản ứng tương đối khối, vội vàng cởi trên người da hộ áo, lắc lắc thân thể hướng Lâm Hiểu Vân đi đến. Lâm Hiểu Vân nhỏ không thể thấy lần nữa thở vào một cái, ngô phiền mặc dù từng có mấy lần thất lễ, nhưng đại thể cũng có thể lý giải cùng tha thứ. Từ hắn hiện tại phản ứng đến xem, làm người có lẽ còn là đáng giá tín nhiệm. Bất quá, Lâm Hiểu Vân cũng không có như vậy buông xuống cảnh giác, thân thể không có triệt để khôi phục trước đó, nàng ai cũng không tín nhiệm. Tiên tử trước đội lên đi, cái này gia hộ áo mặc dù thấm ướt, nghĩ đến lấy tiên tử bản sự, cũng hẳn là không ngại. Nhìn xem ngô phiền lắc lắc thân thể lão đảo nghiêng ngã bộ dáng, Lâm Hiểu Vân cười nói. Ta họ Lâm, sư môn ban tên Hiểu Vân, nếu là tính cả ngươi giúp ta nền choáng đầu kia ác mãn, ngươi cũng cứu ta hai trở về, cũng đừng lại tiên tử tiên tử kêu a à. ta kia là cố ý tới trong lòng nghĩ như vậy ngoài miệng cũng không dám nói như vậy Ngô phiền lúng túng tặng hắn một cái nói ngạch ta họ Ngô tên một chữ một cái phiền chữ là phiền não cái kia phiền Ngô phiền không phiền cha mẹ ngươi cũng là có lòng hy vọng ngươi hoàn toàn không có phiền não Ngô phiền nhíu nhíu mày không biết trả lời như thế nào vấn đề này Lâm hiểu vân mắt sáng như đuốc Ngô phiền trên mặt biểu lộ, mảy may không thể trốn qua con mắt của nàng. Làm sao vậy, ta nói không đúng mà. Hẳn là ý tứ này đi, ta là bị người thu dưỡng lớn lên, cũng chưa từng gặp qua phụ mẫu. Ngô phiền sắc mặt thâm trầm, lại là nghĩ đến đã từng yêu tha thiết cha mẹ của hắn. À, thật, thật xin lỗi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 32 Chương 32 Cho ăn cơm Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Kỳ thật, ta cũng coi như được là bị người thu dưỡng lớn lên. Cha mẹ ta mặc dù tại thế, lại thật sớm đem ta đưa cho cái gọi là tiên nhân, ha ha, cũng không biết bọn hắn cầu đến tiên duyên không có. Ngô phiền không nói chuyện, Lâm Hiểu Vân liền chủ động nhắc tới thân thế của mình. So sánh Ngô phiền, Lâm Hiểu Vân cảm giác cô độc có lẽ phải nhiều hơn nhiều, nếu không nàng một nữ nhân, lại thế nào chịu được kia thường thường đốt người chi hỏa đâu. Ngô phiền không muốn mang theo trên đời dây dưa, chủ động đi đến bên cạnh đóng lửa, đưa lưng về phía Lâm Hiểu Vân, miễn cho nhìn thấy một chút xung quanh khó mà tự kiềm chế. Ta đã nói rồi, có thế tại như thế băng lãnh trong hàng đàm, cùng khủng bố như vậy ác mãn đánh nhau, ngài tất nhiên là trên trời tiên tử hạ phàm. Lâm Hiểu Vân cười một tiếng, nói. Nguyên Lai like ngươi là gặp ta có thể đấu ác mãn mới gọi ta tiên tử, ta còn tưởng là ngươi biết ta đây." Ngô Phiền cười tiếp tục vuốt mông ngựa nói, "Ta muốn thật có thể nhận biết ngài dạng này tiên tử, đây không phải là mộ tổ bên trên bốc lên khói xanh nha." Lâm Hiểu Vân lắc lắc đầu nói, "Ta không phải đều đem danh tự nói cho ngươi biết nha, cái này cũng chưa tính quen biết sao?" Lại nói, ngươi một người bình thường, từ cao như vậy không rơi vào cái này băng lãnh trong hàng đàm còn có thể nghĩ đến đem ta cứu ra. Cùng hành vi của ngươi so sánh, ta đều muốn xấu hổ chết rồi, nếu là ngươi ta thân phận trao đổi, ta chắc hẳn cũng chỉ cố lấy mình đào mệnh đi. Ngô Phiền cũng không muốn làm liếm chó, gặp Lâm Hiểu Vân là thật không muốn nghe lời này, Ngô Phiền thì càng không muốn nói nữa. Lâm cô nương đói bụng nha, ta trong ba lô còn có hôm qua còn lại nướng thịt thỏ, ngài nếu là không ghét bỏ, cùng một chỗ ăn một điểm a. Nước đá mang đi ngô phiền thân thể lớn lượng nhiệt lượng, cho dù ở bên cạnh đóng lửa nướng, ngô phiền cũng còn tại run lẩy bẩy. Mấu chốt nhất là hệ thống cột bên trong, hắn HP đã hiện ra màu đỏ tươi, lật xem hệ thống ghi chép lời nói, còn có thể nhìn thấy trước đó mấy đầu thụ thương tin tức. Nhận va chạm, ngày HP giảm xuống 360 điểm. Nhận kéo dài rét lạnh tổn thương, ngày HP mỗi giây hạ xuống 5 điểm. Nhận va chạm ngài HP giảm xuống 50 điểm, ngài lâm vào trạng thái hôn mê, tiếp tục 10 phút. Liên tiếp hai lần va chạm tổn thương, HP liền thiếu đi 400 nhiều một chút, tại trong hàng đàm chờ đợi sau một thời gian ngắn, còn nhiều thêm một cái rét lạnh tổn thương, đại khái kéo dài 2 phút không đến, lại là một cái hơn 500 điểm khí huyết không có. Cuối cùng bị quan tiến mộ đạo bên trong thời điểm, tổng khí huyết đoán chừng đều nhanh đen, còn tốt hắn căng cốt cao, năng lực khôi phục mạnh, mê mùi 10 phút bên trong, lại hồi phục đi lên một điểm. Nhưng bây giờ, tổng HP vẫn như cũ chỉ có hơn 100 điểm, có lẽ tùy tiện lại ném mấy lần, hắn liền phải game over. Muốn thật chỉ là game over, ngô phiền cũng không quan trọng, nhưng hắn hiện tại là chân thân xuyên qua tiến vào trong trò chơi, nếu là HP không có liền chết, người khác chẳng phải cúp. Ngô phiền đương nhiên không dám đánh cược, nhưng hắn trên thân cũng không có gì khôi phục khí huyết thuốc, kim sang dược chỉ có thể khôi phục đổ máu thụ thương ngoại hạng tổn thương trạng thái đối với hắn loại nội thương này cũng không có trợ giúp gì bất quá trong trò chơi còn có một loại tương đối nhanh khôi phục khí huyết phương pháp đó chính là ăn cái gì một chút phẩm chất cao mỹ vị món ngon đồng một tí có thể khôi phục hơn ngàn điểm khí huyết có chút thậm chí còn có thể gia tăng khí huyết cùng nội lực hạng mức cao nhất mà lại loại phương pháp này cho dù là đưa vào hiện thực cũng hẳn là có một chút tác dụng, dù sao ăn cái gì có thể nhanh chóng bổ sung nhân thể tiêu hao, nói thế nào cũng có thể đối với mình càng có chỗ trợ giúp đi. Ở cái thế giới này, Ngô Phiền còn không có thử qua, nhưng hắn chờ tới bây giờ, lại thêm trước đó một loạt kịch liệt hoạt động, giờ phút này thể nội lại trôi mất đại lượng nhiệt lượng, chính là đói khát khó nhìn thời điểm. Coi như ăn cái gì ở chỗ này không thể hồi máu, đối Ngô Phiền cũng không có cái gì chỗ xấu đúng hay không. Ngô, cũng tốt, ta đồ vật đều nhét vào bên bờ, chỉ có thể làm phiền ngươi. Ngô phiền không quan trọng nhún nhún vai nói. Cái này có quan hệ gì, một điểm ăn thôi. Lâm Hiểu Vân cười nhạt một tiếng, tự như nói giỡn nói. Ai biết muốn ở chỗ này nghỉ ngơi bao lâu, bên ngoài có đầu kia ác mãn tại, bằng vào chúng ta hiện tại trạng thái, ra ngoài cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Ta nhìn phong thư này bên trong, ngoài trừ bàn giao địa điểm bên ngoài, cũng không có còn lại nhắc nhở. Nhưng nếu là nói một cái người tu hành mộ địa, cái gì phòng ngự biện pháp đều không có, đó mới là nói ra quỷ đều không tin đi. Mà lại coi như chúng ta một đường có thể thông suốt, nhưng vạn nhất trong mộ địa không có những đường ra khác đây. Tới lúc đó, đừng nhìn là điểm ấy đồ ăn, có lẽ liền có thể để ngươi sống lâu mấy ngày đâu. Ngô phiền một bên sưởi ấm, một bên cười nói. Đúng nha, ta cảm thấy lâm cô nương ngươi nói rất có lý, kia nếu không lâm cô nương ngươi cũng đừng ăn. Lâm Hiểu Vân trợn trắng mắt, thầm nghĩ chẳng lẽ mình nhìn lầm. Đột nhiên, một cây nóng hầm hập chân thỏ bị ném tới, muốn đặt trước kia, lấy Lâm Hiểu Vân thân thủ, kia thật là nhắm mắt lại đều có thể kẹp lấy. Nhưng bây giờ, đồng một đầu ngón tay đều đau muốn chết, nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn căn này bóng mở chân thỏ, rơi vào mình da thịt tuyết trắng bên trên. Tốt, nói đùa, ăn đi, nếu như chú định chúng ta phải chết đói nơi này, vậy ta sống lâu hai ngày cũng chỉ là thụ nhiều hai ngày tội mà thôi. Đợi nửa ngày, vẫn như cũ còn không có nghe thấy Lâm Hiểu Vân động tĩnh, ngô phiền kìm lòng không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lửa thang ánh lửa không sáng lắm, nhưng vẫn như cũ đầy đủ ngô phiền thấy rõ ràng. Lâm Hiểu Vân nằm tựa ở trên vách tường, da hộ áo bị xích phượng quyết hơ cho khô về sau, đã không có lớn như vậy lực cản, từ bả vai vị trí chạy xuống xuống dưới, toàn bộ nhờ lâm hiểu vân trước ngực sung mãn mới chèo chóng không có triệt để rơi xuống nhưng da hổ áo từ đầu đến cuối chỉ là một kiện áo đuôi ngắn mà thôi dù cho trắng nõn bả vai lộ ra nửa người dưới hai đầu tinh tế tỉ mỉ đôi chân dài lại là làm sao đều không che giấu được khụ khụ ngươi làm sao không ăn a à? ngô phiền vội vàng quay đầu đi cùng sử dụng tiếng ho khan che giấu bối rối của mình lâm hiểu vân cũng biết mình bây giờ bộ dáng không có nhiều nhã bất quá mình vừa mới trần trùng trục dáng vẻ cũng sớm bị người thấy hết ngược lại không có ngô phiền như vậy lúng túng vừa mới không phải cũng đã nói với ngươi ta hiện tại toàn thân xương cốt đều là đoạn toàn thân không có một chỗ là có thể động muốn ăn cũng không có tay cầm a à. ngô phiền im lặng hắn vừa mới rõ ràng còn chứng kiến nữ nhân này nhấc qua một lần ngón tay hiện tại lại nói mình không thể động vậy ngươi muốn làm sao xử lý a à, cũng không thể để cho ta cho ngươi ăn a à ngô như thế một biện pháp tốt ngươi nếu là không ngại nói ngô phiền nhún vai nói ta có cái gì tốt ngại ta thế nhưng là nam nhân lại không ăn thiệt thòi lâm hiểu vân khẽ mỉm cười nói vậy làm phiền cho ăn cơm trải qua đối với người ngoài tới nói có lẽ đầy đủ hương diễm nhưng thân ở trong đó ngô phiền lại cũng không dễ chịu nữ nhân này tính cách gì ngô phiền trong lòng nhất thanh nhị sở bề ngoài nhìn như không thèm để ý, nội tâm kỳ thật cương liệt vô cùng, một khi ngô phiền cử động có khác người địa phương, chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 33 Chương 33 Tìm đường Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Kỳ quái cho ăn xong thịt thỏ, ngô phiền mới có công phu đem còn lại con thỏ toàn quét dọn cùng trước đó ăn cơm khác biệt, lần này ăn cơm, hệ thống thế mà bắn ra một đầu nhắc nhở. Ngài ngay tại dùng ăn, mỹ vị độ 3, nướng thịt thỏ, ngài khí huyết tốc độ khôi phục đề cao 30%. Không có lập tức gia tăng HP, nhưng là đề cao khí huyết tốc độ khôi phục, chỉ là cái này mỹ vị độ 3 là cái gì quỷ, hắn nhớ kỹ trước kia chơi đùa thời điểm, cũng không có cái gọi là mỹ vị độ thiết lập A. Ngô phiền mang theo lửa thang không nhiều, Trước đó giấy lên các bồn đóng cũng đã nhanh đốt sạch, nhưng ngô phiền cũng chỉ là áo nướng hơi làm, hạ thân da gấu trong kho, y nguyên vẫn là ẩm ướt ngượng ngùng. Dứt khoát, ngô phiền đem còn lại một chút xíu than củi, toàn bộ rót vào các bồn đóng, sau đó đem da gấu quần cởi một cái, lật ra đến tiếp tục nướng. Trên dưới nửa người áo mỏng đều nướng không sai biệt lắm thời điểm, ngô phiền đứng lên nói. Ta đi phụ cận đi một chút, cũng có thể tìm tới ít đồ. Lâm Hiểu Vân vẫn như cũ nằm tựa ở bên tường bên trên, ăn xong thịt thỏ nàng, sắc mặt tựa hồ tốt một điểm, nguyên bản mặt tái nhật bên trên bắt đầu có một tia huyết sắc. Nàng gật đầu nói. Ừm, đi thôi, có việc đừng xính cường, nơi này không biết cất giấu nhiều ít cơ quan cạm bẫy đâu, ngươi cẩn thận một chút. Ngô Phiền đương nhiên biết nơi này bố trí nhiều ít cạm bẫy, trong thư không nói, cũng không biết là lão tổ tông liền không có truyền thừa, vẫn là cố ý không nói đến hố người người cũng đã chết không biết bao lâu, ngô phiền cũng không có chỗ hỏi đi, mà lại chỉ cần ngươi không đi lòng tham, người ta thiết nhiều ít cạm bẫy, cũng mai phục không đến hắn không phải. Nhưng mà, ngô phiền biết thì biết, lúc này, hắn cũng không có dự định đi lội cạm bẫy. Tuy nói vị kia người tu hành bố trí cạm bẫy, hắn đã sớm đi qua vô số lần, nhưng hắn hiện tại đã biết, trò chơi cùng hiện thực vẫn là có chỗ xuất nhập. Cái này vạn nhất trong trò chơi cùng hiện thực khác biệt, hoặc là cái nào chỗ cạm bẫy nhớ sai lấy hắn hiện tại khí huyết kia là một cái bẫy đều nhìn không được còn tốt ngô phiền nhớ kỹ mộ đạo bên trong có lẽ còn là an toàn hắn cũng không cần đi rất xa chỉ cần tại phụ cận tìm tới mấy cây bó đuốc là được rồi trong huyệt mộ chuẩn bị rất nhiều bó đuốc cùng chậu thang bó đuốc bên trên dầu nhiên liệu đều đã khô cạn nhưng đã đến cơ quan trận bên kia trong chậu thang còn có thể còn lại không ít dầu nhiên liệu toàn bộ mộ đạo cũng không phải dài lắm, đại khái chỉ có mười mấy thước bộ dáng, ngô phiền dán tường, một chút thời gian liền đi một cái vừa đi vừa về. Trở về thời điểm, hắn đã tay nâng lấy ba cây đại hỏa thanh. Lâm Hiểu Vân không biết lúc nào đã nhắm mắt lại, mà lại ngô phiền vô luận nhiều yên tĩnh, dù là ngừng lại hô hấp của mình, đều không thể nghe được Lâm Hiểu Vân nửa điểm động tĩnh. Ngô phiền biết Lâm Hiểu Vân hẳn là tại chữa thương, nhưng loại này liền hô hấp âm thanh đều không nghe được chữa thương, cũng thật là có chút dọa người. Nhìn chầm chầm Lâm Hiểu Vân nhìn hồi lâu, Lâm Hiểu Vân rốt cục mở mắt. Ngô Phiền thở dài một hơi, nói. Hô, quá dọa người, ta còn tưởng rằng Lâm cô nương ngươi xảy ra chuyện gì đâu. Lâm Hiểu Vân nhíu nhíu mày, cười khổ nói. Không có việc gì, ta vừa rồi điều động chân nguyên, muốn vận công chữa thương. Nhưng là thể nội hàng khí chưa trừ, hiệu quả cũng không lý tưởng. Hiệu quả kinh khủng không chỉ không lý tưởng đơn giản như vậy, có thể để cho Lâm Hiểu Vân nhíu mày, vừa rồi chữa thương, nhất định rất thống khổ mới là. Ngô Phiền nhìn một chút mình khí huyết, hắn vì có thể bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục, không chỉ có ăn thịt thỏ, còn gặm một điểm cu qua hàng đạm nước hướng bánh. Cái này hướng bánh là Ngô Phiền xuất phát trước, tiểu cơ linh tự mình cho hắn làm, lúc đầu hương vị còn không có hưởng qua, bị nước ngâm qua về sau, thế mà còn có bốn điểm Mỹ thực độ. Bởi vậy có thể thấy được, chính ngô phiền tay nghệ là thật chênh lệch. Ngay cả ăn xong mấy loại đồ ăn, cuối cùng để khí huyết tốc độ khôi phục tăng lên gấp bội, nghỉ ngơi mấy canh giờ này, ngô phiền khí huyết đã khôi phục lại hơn một nửa. Hắn cũng không dám chậm trễ, khí huyết hơn phân nửa về sau, hắn lập tức đối Lâm Hiểu Vân nói. Lâm cô nương, hiện tại nhưng có khí lực khởi hành. Lâm Hiểu Vân lắc đầu nói còn không được, ngô huynh đệ ngươi không cần phải để ý đến ta, cái này mộ thất ngoài có kết giới, bên trong còn có rảnh rỗi khí, chắc là còn có cái khác thông đạo. Ngô huynh đệ ngươi nếu là khôi phục khí lực, liền tự mình trước tiên tìm lộ ra đi thôi, không cần phải để ý đến ta. Ngô phiền lắc đầu nói, ai biết cái này trong mộ có hay không thông đạo, ta chuyến đi này vạn nhất lạc đường, lại nghĩ trở về tìm ngươi coi như khó khăn. Lâm cô nương nếu là còn không có khí lực, ta liền bồi ngươi tại cái này đợi thêm một chút dù sao ta hiện tại cảm giác cũng không được khá lắm lâm hiểu vân nhìn ngô phiền một chút nói ngươi thể trạng cường kiện thân thể nghĩ đến rất tốt nhưng từ cao như vậy địa phương ngã xuống tất nhiên là bị nội thương đáng tiếc ta đang dược không ở bên người không phải cũng là không cần phiền toái như vậy ngô phiền sờ lên đầu đột nhiên hỏi các ngươi những người tu hành này không phải hẳn là có thể đằng vân giá vũ Hư không lấy vật sao?" Lâm Hiểu Vân ngây ngốc một chút, đột nhiên híp mắt cười nói, "Ai nói với ngươi chúng ta người tu hành có thể đặng Vân Giá Vũ, hư không lấy vật. Người nói, kia là thần tiên trên trời, chúng ta loại người này cũng chính là một chút nắm giữ thiên địa linh khí vận dụng quy tắc người." Ta ngược lại thật ra nghe nói, có chút kiếm tu tu đến cực hạn, có thể khống chế bảo kiếm của mình phi hành, ta lại là không có bản sự này. Nguyên lai là dạng này à Ta còn tưởng rằng các ngươi người tu hành Phất tay liền có thể xé rách không gian Thứ gì đều không cần tự mình cổng Tiện tay nhét vào không gian pháp bảo bên trong là được rồi Lâm Hiểu Vân kỳ quái nhìn ngô phiền một chút Tò mò hỏi Ngươi nói là tu di nạp giới tử Giới tử nạp tu di pháp thuật Ngược lại là đã từng có cao nhân luyện thành qua Chỉ là loại kia cao nhân Dù cho không phải tiên nhân Cũng cùng tiên nhân không khác Bất quá những vật này ngươi một cái sơn thôn tiểu tử, lại là từ nơi nào nghe được. Ngô phiền chỉ là nghĩ khía cạnh tìm hiểu một chút không gian ba lô tin tức mà thôi, cũng không muốn cứ như vậy lọc nhà mình vốn liếng. Ta chính là nhìn kia phong thư về sau, đối với tu hành người hiếu kỳ, cố ý tìm chút cùng người tu hành có liên quan truyền kỳ chí dị sách đến xem mà thôi. Lâm Hiểu Vân chăm chú nhìn ngô phiền một chút, nàng có thể cảm giác được ngô phiền không giống bình thường, người bình thường từ cao như vậy địa phương ngã vào trong nước, không chết cũng tàn phế phế đi. Huống hồ, hắn té là phổ thông nước sông nha, đó là ngay cả nàng xích phượng hỏa diễm đều có thể áp chế hàng đàm A, người bình thường ở bên trong, không cần mấy hơi thở liền sẽ bị đông cứng ở bên trong. Nhưng ngô phiền đâu, té xuống không chỉ có thí sự không có, nhìn thấy khủng bố như vậy cự mãn, thế mà còn có nhàn tâm đem nàng kéo vào tòa này người tu hành trong huyệt mộ. Không nói những cái khác, chỉ là phần này thể phách, liền tuyệt không phải người thường chớ nói chi là ngô phiền cặp kia nghĩ không khiến người ta chú ý cũng khó khăn tráng kiện cánh tay. Nhưng ngô phiền nói thế nào đều là ân nhân cứu mạng của nàng, Lâm Hiểu Vân liền không muốn đi truy vấn ngọn nguồn. Bởi vậy, biết rõ người bình thường nhìn thấy người tu hành, không khỏi là nơm nớp lo sợ, không một người sẽ như hắn như vậy tự nhiên, Lâm Hiểu Vân vẫn như cũ không có ý định truy đến cùng. Tiểu thuyết dù sao cũng là tiểu thuyết, hiện thực cùng tiểu thuyết vẫn là có rất lớn khác biệt. Cũng được, ta mặc dù không thể động đậy, nhưng giàu gì cũng là cái người tu hành, đối với tu hành người khẳng định sau ngươi hiểu rõ, cũng có thể hỗ trợ tìm tới đường ra. Ngô huynh đệ nếu là nguyện ý, không ngại trên lưng ta, chúng ta cùng đi tìm đường. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 34 Chương 34 Cơ quan trận Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com khỏi cần nói, Ngô Phiền căn bản không có ý định ném Lâm Hiểu Vân. Hắn lúc đầu nghĩ chủ động đưa ra cổng nàng, nhưng lại sợ ảnh hưởng tới hắn cùng Lâm Hiểu Vân độ thiện cảm kết toán, nhưng chính Lâm Hiểu Vân mở miệng yêu cầu, kia nghĩ đến cuối cùng liền sẽ không lại cài tốt cảm giác đi. Không phiền phức, không phiền phức, có Lâm cô nương ngươi ở bên người, trong lòng ta liền nắm chắc nhiều. Lâm Hiểu Vân cười khổ nói. Ta hiện tại bất quá là một tên phế nhân mà thôi, ngươi mang theo ta, có lẽ mới phiền toái hơn đâu. Ngô phiền nhún vai, hắn không nói đối tòa này mộ huyệt rõ như lòng bàn tay, nhưng chỉ cần nơi này thật cùng thế giới trò chơi, hắn liền căn bản sẽ không có nửa điểm nguy hiểm. Cần phải thật không đồng dạng, kia Lâm Hiểu Vân chính là cuối cùng một đạo bảo mệnh phù. Lâm cô nương, đắc tội. Tại Lâm Hiểu Vân bên tai trước nói lời xin lỗi, Ngô Phiền ngồi sổng trước mặt Lâm Hiểu Vân, hai tay ngã vào sau lưng, dẫn theo Lâm Hiểu Vân hai đầu trắng chắc đùi, không tốn sức chút nào liền đem Lâm Hiểu Vân lưng đến trên lưng. Bị ngô phiền cổng lên đến về sau, Lâm Hiểu Vân trên gương mặt, bay lên hai đóa hồng vân. Gia hộ áo là đắp lên Lâm Hiểu Vân trước người, bây giờ bị ngô phiền vác tại trên lưng, nàng toàn bộ trần trùng trục phía sau lưng đều lộ ra. Mà lại vừa mới bị sợ được trên đùi, từ ngô phiền trên bàn tay truyền đến nhiệt độ, cơ hồ so với nàng tu luyện xích phượng lửa còn khó hơn chịu kém chút để nàng kêu thành tiếng cũng may ngô phiền phía sau cũng không dài con mắt nhĩ lực cũng không tốt nghe không được lâm hiểu vân rõ ràng to thêm tiếng hít thở lâm hiểu vân cũng không là bình thường nữ tử ngượng ngùng sau một lát rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình nàng ghé vào ngô phiền rộng lớn trên lưng nói khẽ nếu như trong huyệt mộ xuất hiện cái gì trấn mộ thú hoặc là cái khác quái vật ngươi liền mau đem ta buông xuống ngô phiền bả vai lắc một cái vừa muốn đáp lời, Lâm Hiểu Vân lại vội vàng nói. Ngươi yên tâm đi, ta chỉ là không thể động đậy, không phải một điểm sức chiến đấu đều không có. Ngươi đem ta buông xuống, ta có thể bảo vệ tốt mình. Ngô phiền giả bộ bất mãn hư một tiếng, cánh tay trái cố ý một bàn tay đập vào Lâm Hiểu Vân đầy đặn mông bên trên, cố ý nói. Ngươi khó coi ta đây đi, ta nếu là dạng này đem ngươi mất đi, còn không bằng lúc ấy trực tiếp đem ngươi lưu tại trong hàng đàm chờ chết đâu, tội gì đến quá thay đâu lâm hiểu vân cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nhưng cũng phân biệt không ra ngô phiền đến cùng là tức giận vẫn là cố ý dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của mình bị ủy khuất cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt gặp lâm hiểu vân không lên tiếng ngô phiền cũng không thể tiến thêm thước buông ra một cái tay giơ lên một cây nhóm lửa bó đuốc đem ba lô vác tại phía trước hướng mộ đạo chỗ sâu đi đến đi đại khái xa mười mấy mét đã đến dưới mặt đất mộ huyệt chân chính lối vào. Đây là một tòa cự đại cơ quan cửa, muốn vào cửa, hoặc là biết cơ quan vị trí, hoặc là cơ quan thuộc đẳng cấp cao hơn, đầy đủ phá giải, hoặc là liền lực cánh tay đầy đủ, có thể sử dụng mang lực đẩy ra. Ngô Phiền đương nhiên biết cơ quan vị trí, nhưng hắn hiển nhiên cũng không thể cứ như vậy nói ra, không phải Lâm Hiểu Vân khẳng định sẽ kỳ quái. Cho nên, Ngô Phiền dự định tùy tiện ở ngoài cửa chơi đùa một hồi, sau đó làm bộ vận khí tốt, đụng phải cơ quan mở cửa. Nhưng ngay tại ngô phiền muốn đưa tay thời điểm, trên lưng Lâm Hiểu Vân vội vàng nói. Không thể, đây là một tòa cơ quan trận môn, nhìn phía trên đường vân, cánh cửa này sau lưng, tất nhiên là một tòa cơ quan trận. Chúng ta không biết cụ thể cơ quan vị trí, nếu như tùy ý đụng vào, rất dễ dàng phát động trong trận cơ quan. Ngô phiền vương đi ra tay, lúng túng đứng tại giữa không trung. Lâm Hiểu Vân nói một chút cũng không sai, cái cửa này về sau, chính là vị kia người tu hành bố trí cơ quan trận. Dựa theo lẽ thường, hoàn toàn chính xác không thể tùy ý đi đụng vào cơ quan, nhưng ngô phiền là có hoàn toàn chắc chắn, hết lần này tới lần khác thanh này nắm còn không có biện pháp cùng Lâm Hiểu Vân bàn giao. Ngạch, kia Lâm cô nương khả năng phá giải tòa này cơ quan trận. Lâm Hiểu Vân nhất thời nghẹn lời, một lát sau mới có hơi ngượng ngùng nói. Thực không dám giấu dếm, Sư môn ta bên trong cũng là có nhân tinh thông cơ quan trận pháp, nhưng ta cũng không dám hứng thú, lại là chỉ có thể nhận ra, không cách nào phá giải. Vậy chúng ta cũng không thể cứ như vậy bị ngăn tại ngoài cửa a. À? Lâm Hiểu Vân nội tâm cũng gấp, thương thế bên trong cơ thể không có chút nào dấu hiệu chuyển biến tốt, lại như thế tiếp tục trì hoãn, nói không chừng liền sẽ lưu lại vĩnh viễn không cách nào trị tốt ám tật. Ngô, ngươi để cho ta ngẫm lại, ngẫm lại. Lâm Hiểu Vân tại vắt hết ốc, ngô phiền lại là đã đợi không kịp, cổng mỹ nhân cảm giác tuy tốt, nhưng hắn hai tay không thể nắm, chỉ có thể không người, thật không thoải mái. a à, ngươi, lực cánh tay của ngươi cũng quá lớn đi. Nguyên lai like ngô phiền đợi hai ba phút sau, thật sự là không nhẫn nại được, dứt khoát hai tay đột nhiên đẩy, lâu năm thiếu tu sửa cơ quan cửa, lập tức ầm ầm kéo kéo nát một chỗ. Rèn sắt tăng lên hai lần lực cánh tay, lực cánh tay gần 40 điểm, Ngô phiền lại có kỳ lân tí mang theo, 40 điểm lực cánh tay, thậm chí so với người bình thường 7, 80 điểm còn muốn hữu lực. Ha ha, chê cười chê cười. Ngô Phiền cũng không khiêm tốn, muốn cho Lâm Hiểu Vân nữ nhân như vậy lưu lại khắc sâu ấn tượng, làm sao cũng muốn thể hiện ra một điểm đặc thù thiên phú mới là A. Lâm Hiểu Vân không có trả lời, nàng vẫn còn nhớ vừa rồi nháy mắt kia, nàng tu hành có thành tựu, tự mang mắt phượng, cho nên hát thất bên trong cũng có thể xem như ban ngày. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Lâm Hiểu Vân rõ ràng cảm nhận được, ngô phiền hai đầu trên cánh tay, tản ra đặc thù linh khí. Linh khí này người bình thường không nhìn thấy, cũng cảm giác không đến, Lâm Hiểu Vân tu tập xích phượng quyết lại vẫn cứ có thể cảm nhận được một cổ thân cận chi ý. Tay có lông hổ chi lực, thân có tường thủy chi khí, gia hỏa này ai cũng sẽ chính là kia đồ bỏ kỳ lân chuyển thế A, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Lâm Hiểu Vân đối ngô phiền ngược lại là càng phát tò mò. Đại môn mở rộng về sau, vào mắt là một mảnh cực kỳ rộng lớn đại sảnh, một khối lại một khối gạch đá, cẩn thận, nắng nóc trải trong đại sảnh. Ngô phiền biết, nơi này hết thảy có 9981 khối gạch đá, mỗi khối gạch đá đều là tinh tế hình vuông, một khối gạch đá rộng bao nhiêu hắn không biết, chỉ biết là hắn đã từng thao tác trò chơi nhân vật, một lần chỉ có thể vượt qua một khối gạch đá. Cái này 81 khối gạch đá, rồng rã 72 khối dưới đấy, đều cất giấu cơ quan cùng cạm bẫy. Đã từng, ngô phiền chính là ở chỗ này, dùng một đầu lại một đầu sinh mệnh, sống sờ sờ đem kia chín khối an toàn gạch đá cho lội ra. Lúc ấy, từ lưu trữ điểm chạy đến nơi đây, mỗi một cái vừa đi vừa về đều phải tốn hơn nửa canh giờ thời gian, liền cái này một cái chín chín cơ quan trận, để ngô phiền phiền muộn vài ngày. Ngô, tòa này địa cung không có vật gì, nhưng đến nay vẫn có linh khí lưu chuyển, chắc hẳn cơ quan còn không có mất đi hiệu lực. Nơi này mỗi một miếng đất gạch dưới hẳn là đều có trận pháp lưu chuyển, chúng ta muốn. Lâm Hiểu Vân lời còn chưa dứt, Ngô Phiền đã bước lên khối thứ nhất gạch. Dưới chân gạch không nhúc nhích tí nào, cũng không có bất kỳ cái gì cơ quan chuyển động tiếng vang, Lâm Hiểu Vân lời nói vẫn chưa nói xong, liền tất cả đều ngăn ở miệng bên trong. Chúng ta muốn cái gì? Ngô, không có gì, ngươi muốn làm sao đi liền đi như thế nào đi có lẽ thời gian trôi qua quá lâu, tòa này cơ quan trận đã mất đi tác dụng. Ngô phiền trong lòng cười trộm, hắn còn không có nghĩ đến làm như thế nào giải thích đâu, bên kia Lâm Hiểu Vân đã mình giúp hắn tìm được cớ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 35 Chương 35 Cửa ngầm Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Bước đầu tiên đi đến về sau, lâm hiểu vân đã triệt để từ bỏ chỉ đạo mặc cho ngô phiền liên tiếp đi xuống quả nhiên ngô phiền đạp xuống đi mỗi một bước đều bình an vô sự lâm hiểu vân một mực dẫn theo tâm cũng liền buông xuống có lẽ tòa này cơ quan trận thật đã mất hiệu lực chờ ngô phiền bước qua tất cả gạch lâm hiểu vân mới nói người trước kia một mực như thế mãn sao ngô phiền cánh tay nhẹ nhàng ước lượng hạ thân sau lâm hiểu vân nữ nhân này kỳ thật không nhẹ dáng người mặc dù không mập nhưng thịt trắng chắc. Nhưng mà, cái này tối thiểu 100 cân nữ nhân, ngô phiền một tay liền có thể tùy tiện nhất lên tới. Ngô, ta tính cách khả năng tương đối vội vàng sao động, để lâm cô nương chê cười. Lâm Hiểu Vân cười khổ nói. Ta nhưng không có bị chê cười, chính là có chút không thích ứng mà thôi. Đi qua cơ quan trận, tầng này còn chưa kết thúc, cửa ải tiếp theo là mê cung. Dũng đạo hẹp, hai bên là từ mặt đất một mực xây đến đỉnh đầu vách tường, ở giữa lối đi nhỏ bất quá chỉ là khoảng nửa mét, ngô phiền thân cao mã đại, đi đường thậm chí đều muốn nghiêng điểm thân thể. Tòa này mê cung cũng không đơn giản, nguồn sáng đến nơi này, sẽ tự động ảm đạm xuống, đèn nhánh hoàn cảnh, chính là khắc lên ký hiệu cũng không dễ dàng tìm kiếm. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn dạng này, nhiều nhất nhiều chạy lên cái mấy lần cũng là phải, nhưng tòa này mê cung lại cũng không là đơn thuần dùng để khốn người nếu như muốn vây khốn người khác, mê cung này tác dụng, thậm chí không bằng một đạo tường đồng vách sắt, chủ yếu của nó tác dụng, là mê hoặc. Tòa này mê cung, hết thảy có 9 cái lối ra, nhưng cái này 9 cái lối ra, có 8 cái đều là hữu tử vô sinh tử địa, duy nhất một đầu sinh lộ, còn thông hướng một tòa khác cơ quan đại trận. Ngô, mê cung này cũng không có gì chỗ đặc thù, ấn lý tới nói, người tu hành nếu như muốn lợi dụng mê cung khốn địch, phối hợp thêm tương ứng trận pháp mới sở trường gấp rưỡi a nhìn phía trước kia cơ quan trận bên trên linh khí lưu chuyển vị tiền bối này đối với trận pháp cơ quan chi thuật hẳn là rất tinh thông vì sao nơi này lại chỉ để lại đơn giản như vậy mê cung đâu đơn giản phía trước kia cơ quan mỗi một cách đều có một ô quả thực là hết thảy cũng chỉ phải nhớ kỹ chính miếng đất gạch vị trí là được rồi tòa này cậu thí mê cung ngươi biết lúc trước ca chạy ngay cả máy tính cùng giả lập thiết bị đều nghĩ đập sao nhưng mà ngô phiền lời này lại không thể cùng lâm hiểu vân nói chỉ là dạo chơi hướng mê cung chỗ sâu đi đến lại đi đầu này mê cung ngô phiền liền muốn cẩn thận rất nhiều một đường cũng không nói chuyện chỉ ở trong lòng không ngừng tái diễn tả hữu tả hữu trung trung phải khẩu quyết ngô phiền không nói lâm hiểu vân cũng không nói chuyện một đường ngoại trừ cẩn thận quan sát mê cung bên ngoài càng nhiều lực chú ý đều đặt ở ngô phiền trên thân Rốt cục, hao tốn không đầy nửa canh giờ thời gian, ngô phiền cuốn ra mê cung. Người trước kia tới qua sao? Cuối cùng, Lâm Hiểu Vân vẫn là hỏi vấn đề này. Cái này cũng không thể trách Lâm Hiểu Vân, cho dù ai nhìn thấy ngô phiền loại biểu hiện này, đều sẽ hoài nghi đi. Trực tiếp đi qua cơ quan trận, mê cung không đi qua một lần đường rút lui, mấu chốt là đi ngang qua mấy cái lối ra, nhìn cũng không nhìn một chút liền đi vòng qua. Chỉ cần là người bình thường, lần thứ nhất sông mê cung, những cái kia lộ ra sáng ngời cửa ra vào, dù là không phải thật sự cửa ra vào, cũng sẽ đi xem một chút đi. Ngô phiền cười khổ nói. Nếu như ta nói, ta cái này không chỉ có là lần đầu tiên tới, thậm chí liền lên núi đều là lần thứ nhất, ngươi nhất định không tin đi. Lâm Hiểu Vân trầm mặt hồi lâu, nàng đích xác nửa điểm đều không tin. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại cảm thấy ngô phiền cũng không có nói láo. Mà lại, từ một chút chi tiết, lâm hiểu vân cũng có thể nhìn ra được ngô phiền đối với nơi này cũng không quen thuộc lâm hiểu vân dán chặt lấy ngô phiền thân thể thân thể của hắn có cái gì theo bản năng động tác lâm hiểu vân cảm giác nhất thanh nhị sở ngôn ngữ có thể gạt người thân thể cũng không có dễ dàng như vậy lại nói ngô phiền đã nói qua hắn là phụ cận kỹ thôn người khoảng cách gần như thế nếu như nàng thật nghĩ điều tra phi thường dễ dàng mấu chốt nhất là gạt người cũng là muốn có lợi ích nhu cầu mà hắn cùng ngô phiền hôm nay bất quá mới vừa quen mà thôi, lừa gạt mình lại có chỗ tốt gì đâu. Ta đích xác hơi nghi hoặc một chút, nhưng ta cũng nguyện ý tin tưởng ngươi. Lâm Hiểu Vân mặc dù nói như vậy, nhưng ngô phiền có thể rõ ràng cảm giác được, Lâm Hiểu Vân biến ít. Phía sau cơ quan trận, ngô phiền đi nhẹ nhõm, nhưng trên lưng Lâm Hiểu Vân không nói một lời, lại làm cho ngô phiền cũng biến thành trầm mặt. Sau khi đi đằng sau tòa này phức tạp hơn cơ quan trận, bọn hắn rốt cục đi vào tầng thứ hai. So sánh hùng vĩ tầng thứ nhất, tầng thứ hai này quy mô liền muốn nhỏ rất nhiều, đường hành lang chỗ cao nhất cũng bất quá khoảng 2 mét, đại đa số địa phương đều chỉ có 1 mét 78. Đường hành lang độ rộng, ngược lại là sau mê cung rộng bên trên không ít, nhưng cùng thượng tầng địa cung không cách nào so sánh được. Bất quá tầng này, không có cơ quan cũng không có cạm bẫy, đường hành lang mặc dù công công cuốn quấn nhưng một con đường đi đến đen, cũng không giống mê cung như thế có mấy con đường, không cần lo lắng đi nhầm phương hướng. Ngô Phiền đã từng hoài nghi tới, tầng này có ẩn tàng cửa ngầm, dùng chướng nhãn pháp hoặc là cơ quan cho che giấu. Nhưng hắn hiện tại cổng lâm hiểu vân, cũng không có mang theo công cụ, khí huyết cũng bất mãn, cũng không tính mạo hiểm đi tìm cái gì cơ quan. Nhưng lúc này Ngô Phiền không có ý định tìm cửa ngầm, cửa ngầm lại chủ động đưa đến trước mặt. Chờ một chút, đừng lại đi về phía trước, ta vừa rồi nghe được cơ quan xoay tròn thanh âm, bên người chúng ta những này vách tường, cũng đều là bị cơ quan khống chế lại. Ngô phiền. Ta làm sao cái gì đều không nghe thấy. Lâm Hiểu Vân suy nghĩ một chút nói. Thanh âm này cực kỳ nhỏ, không có luyện qua nhĩ lực người, chỉ sợ rất khó nghe gặp. Tòa này địa cung quy mô không nhỏ, nhưng chúng ta đi thẳng thông đạo lại cũng không lớn. Ta cho rằng, nhất định có cửa ngầm hoặc là ám đạo bị ẩn giấu đi, có lẽ đường ra liền giấu ở những này ám đạo bên trong. Ngô phiền không thể nói rõ, đường ra tại tầng thứ ba, nhưng cũng thật không muốn hiện tại đi mạo hiểm tìm kiếm cái gì cơ quan. Ngay tại ngô phiền vắt hết ốc, muốn tìm một cái lấy cớ tiếp tục đi lên phía trước thời điểm, Lâm Hiểu Vân đột nhiên hừ một tiếng nói. Người tu hành kia cũng coi là cơ quan tính toán tường tận, hắn đối cơ quan trận pháp chi đạo hẳn là rất có thành tích. Những này ám đạo, nếu như vẹn vẹn lấy cơ quan thuật đến ẩn nấp, chúng ta khả năng thật đúng là không tìm ra được. Nhưng hết lần này tới lần khác cảm thấy cơ quan thuật không an toàn, lại làm cái chướng nhãn pháp ra. Cái này nếu là đặt mấy trăm năm trước, có lẽ nhất định phải trận pháp đại sư mới có thể đến giải, nhưng qua cái này mấy trăm năm, linh khí tiêu tán hầu như không còn, cái này dùng làm bảo hiểm chướng nhãn pháp, lại ngược lại thành sơ hở. Nếu như ta vừa rồi nhìn thấy linh khí lưu chuyển không có sai, Ngô Huynh đệ ngươi càng đi về phía trước sáu bước, bên tay phải vách tường, hẳn là chứng nhãn pháp biến ra. Nơi đó hẳn là liền cất giấu, khống chế tòa này cơ quan trận chốt mở. Nơi đó ta chơi đùa thời điểm không có đi qua a, à, ngươi đợi ta công pháp đại thành lại đi có được hay không? Trong lòng đang reo hò, ngô phiền lại cũng chỉ có thể chậm rãi đi lên phía trước sáu bước, trong lòng run sợ vương tay phải. Chỗ kia vách tường, quả nhiên cùng cái khác bóng loáng vách tường có chỗ khác biệt, cẩn thận sờ, có thể cảm giác được có rõ ràng vết lõm, tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài như thế bóng loáng. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 36 Chương 36 Cảm 7 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tay lại hướng phía trước kiểm tra, quả nhiên, lại mò tới một chỗ nhô lên. Lấy ngô phiền kỵ lân tí mang tới quái lực, trên tay còn không có dùng sức đâu, chỗ kia nhô lên liền bị hắn cho thôi động đi lên. Két, két, lần này tốt, ngay cả Ngô Phiền cũng nghe được kia rõ ràng cơ quan chuyển động thanh âm. Thanh âm này một vang lên, Ngô Phiền liền tuyệt vọng, nếu như hắn dự liệu không kém lời nói, hắn vừa mới thúc đẩy cơ quan đã cải biến thông đạo hướng đi. Tiếp tục đi về phía trước, còn có thể hay không đi đến tầng tiếp theo, bây giờ đã là ẩn số. Quả là thế cũng không biết chỗ này cơ quan khống chế chính là nơi nào cửa ngầm. Đi qua đó xem liền biết. Ngô phiền nhàn nhạt đáp lại nói. Cũng đúng, mật cửa hẳn là cách cơ quan không phải rất xa, chúng ta qua xem một chút đi. Lâm Hiểu vân đoán hoàn toàn chính xác rất đúng, ngô phiền chỉ là đi về phía trước mấy bước, rẽ ngoặt một cái về sau, liền phát hiện không đúng. Nguyên bản một đường thẳng trên lối đi, bên tay trái đột nhiên mở một cái mật cửa. Ngô Phiền đi đến chỗ gần, không dám trực tiếp đi đến đạp, đầu tiên là thận trọng duỗi ra một cái tay tại cửa ra vào lắc lư, thấy không có bắn ra tên bắn lén, mới một chút xíu nhô đầu ra đi. Ghé vào Ngô Phiền trên lưng, Lâm Hiểu Vân mê hoặc nhìn Ngô Phiền hành vi, không phải đã nói mãn quá khứ sao, đây là tại làm gì? Cả gian mật thất không quá lớn, đại khái là 10 cái bình phương, Ngô Phiền bó đuốc đã không quá sáng, nhìn không rõ ràng lắm. Lâm Hiểu Vân nhắc nhở cổng trên vách tường, treo hai cái ngọn đèn, hẳn là còn có thể nhóm lửa. Ngô phiền thử một cái, quả nhiên bên trong tồn đầy dầu, nhóm lửa ngọn đèn đồng thời, còn có thể cho bó đuốc bổ sung cười một tiếng nhiên liệu. Hai ngọn sao chậu rửa mặt không nhỏ hơn bao nhiêu ngọn đèn thắp sáng, toàn bộ trong phòng lập tức sáng ngời lên. Liếc nhìn lại, trong mật thất chỉ có vài tòa che kín cho bụi giá sách, ngược lại là không có mạng nhện cái này vật kỳ quái, nhưng cũng tựa hồ không có gì trang bị a. À bảo vật loại hình. Bất quá tương đối trang bị cùng bảo vật, ngược lại là những sách vở này loại đồ vật, càng hợp ngô phiền khẩu vị. Ngô phiền không kịp chờ đợi đi qua, ngay tại lúc hắn muốn tới gần giá sách thời điểm, không biết nơi nào dẫm lên hoặc là đụng phải cơ quan, dưới chân đột nhiên trống không. Cũng may mà ngô phiền phản ứng rất nhanh, hai tay kịp thời mở ra, một tả một hữu ông lấy hai bên gạch. Còn tốt chỗ này cạm bẫy không tính lớn, chỉ có một mảnh đất gạch lớn nhỏ, Ngô phiền hai cánh tay chống ra, miễn cưỡng có thể đạt đến. Bất quá dạng này còn có một cái vấn đề trí mạng, bị hắn cổng lên người Lâm Hiểu Vân, không có cánh tay của hắn chèo chống, dựa vào chính mình lực lượng, căn bản là không có cách treo ở trên người hắn. Cạm bẫy bốn vách tường phi thường bóng loáng, ngô phiền đạp mấy lần chân đều không thể dựa vào lực, ngược lại là bởi vì hắn trên phạm vi lớn động tác, mắt thấy Lâm Hiểu Vân liền muốn từ trên người hắn rơi xuống. Vừa rồi rơi xuống bó đuốc, mang theo ánh lửa, đã rơi vào cạm bẫy dưới đấy, từng chui sáng loán gai nhọn, cứ như vậy dựng đứng tại trong cạm bẫy. Cạm bẫy độ cao đại khái là 7, 8 mét dáng vẻ, lấy ngô phiền bọn hắn khí huyết, té xuống cũng không nhất định sẽ chết, nhưng nếu là hiện đầy gai nhọn, kia thỏa thỏa hữu tử vô sinh. Lâm Hiểu Vân gắt gao cắn răng, cái trán cũng bởi vì đau đớn mà toát ra đại lượng mồ hôi, thể nội hàng khí cùng hỏa độc liên tiếp bộc phát, nàng hai tay cái này hơi dùng sức, đơn giản như lột da đi xương kịch liệt đau nhất nhưng mà đối mặt dạng này kịch liệt đau nhất lâm hiểu vân vẫn không có phát ra nửa điểm tiếng vang chỉ là hai tay đã lại không lực khống chế mắt thấy muốn rơi xuống ngô phiền đương nhiên không thể để cho lâm hiểu vân cứ như vậy rơi xuống không phải hắn không phải bạch bạch mạo hiểm sao thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ngô phiền quả quyết buông ra một cái tay một thanh vét được muốn sẽ phải rơi xuống lâm hiểu vân buông ra một cái tay về sau Ngô Phiền cũng đi theo rơi xuống, nhưng hắn lực cánh tay mạnh mẽ, ông lấy gạch bốn ngón tay tề phát lực, ngạnh sinh sinh kéo bọn hắn lại hạ xuống tình thế. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán nhỏ xuống, từng giờ từng phút rơi xuống Lâm Hiểu Vân trên thân, hai người bọn họ gần 250 cân trọng lượng, bây giờ chỉ dựa vào Ngô Phiền bốn cái ngón tay đến chèo chống. Lâm Hiểu Vân cười khổ một cái, nói Ngô huynh đệ, buông tay đi, lại lôi kéo ta, ngươi cũng sẽ rơi xuống ngô phiền cho mày hung tợn nói hiện tại còn nói lời vô dụng làm gì ta lập tức muốn phát lực đem ngươi ném lên đi ngươi bảo vệ tốt chính mình nói xong không còn cho lâm hiểu vân nói nhảm cơ hội nắm lấy lâm hiểu vân tay trái hung hăng vừa dùng lực lâm hiểu vân liền trực tiếp bay đi lên ngô phiền dùng sức quá ác kém chút đem người cho trực tiếp vung ra mật thất chống đi tới may mắn hắn cánh tay trái dùng sức về sau tay phải cũng đi theo dùng sức đem chính hắn cũng cho quan đi lên. Cuối cùng, Lâm Hiểu Vân từ trên trời đến rơi xuống lúc, là rơi trên người ngô phiền, không có trực tiếp ngã tại gạch bên trên, không có nhận hai lần tổn thương. Chỉ là vừa mới bị ngô phiền bắt lấy cánh tay, tại ngoan thạch quyền sáo sức nắm dưới, đã tím xanh. Trước đó bị Lâm Hiểu Vân khoác lên người da hổ áo, cũng tại vừa rồi rơi vào cạm bẫy lúc, trượt xuống đến trong cạm bẫy. Bây giờ Lâm Hiểu Vân, lại một lần trần trùng trục bị ngô phiền ôm vào trong lòng ngô phiền hiện tại chỉ có bên trong xuyên một kiện áo mỏng trên người hàng đạm nước từ lâu hơ cho khô cởi xuống áo mỏng cũng sẽ không quá lạnh hắn không hề nghĩ ngợi trực tiếp đem áo mỏng cởi che đậy tại lâm hiểu vân trước người không cần giúp ta mặc lên đi miễn cho đợi chút nữa lại hoạch rơi mất ngô phiền thân trên đã trần truồng rồi nếu là lại xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn cũng không thể để người ta cởi quần ra bộ trên người nàng đi vì phòng ngừa tình huống ngoại ý muốn lại phát sinh đến lúc đó ngay cả kiện che giấu quần áo đều không có lâm hiểu vân cũng chỉ có thể trước hết để cho ngô phiền giúp nàng đem y phục mặt tốt ngô phiền hạ thấp đầu không thể tránh khỏi thấy được lâm hiểu vân trên người vô hạn xuân quan chật vật nuốt nước miếng nói cái này cái này không tốt lắm đâu ngô phiền quần áo là tay áo dài muốn cho lâm hiểu vân mặc quần áo không đụng tới nàng là không thể nào lâm hiểu vân cười khổ nói đều bộ dáng này còn có cái gì không tốt ngươi liền mặc đi ta ta không trách ngươi chính là người ta đều đã nói như vậy ngô phiền cũng lười làm kiêu cẩn thận đem lâm hiểu vân phù chính thuần thục giúp nàng đem quần áo cho bút xong ngô phiền áo mỏng là năm khoảng hắn khổ người còn tráng cho lâm hiểu vân mặc hiển nhiên lớn hơn nhiều dù cho đem trên cổ áo nút thắt toàn cài tốt ở giữa cũng trống không một khối lớn, đơn giản so không mặt còn muốn dụ hoặc ba phần. Toàn bộ hành trình ngô phiền cũng không dám chậm trễ, cũng không có giả mù sa mưa nhắm mắt lại, cho nên xuyên xem như nhanh, Lâm Hiểu Vân đối với cái này cũng không nói cái gì. Mặc quần áo về sau, Lâm Hiểu Vân một viên bất an tâm cũng dần dần buông lỏng xuống, vừa rồi ngô phiền mặc dù không có nhắm mắt, nhưng động tác cấp tốc, xem xét liền không có cố ý chiếm tiện nghi tâm tư. Bởi vậy, Lâm Hiểu Vân trong lòng đối Ngô Phiền càng là cảm kích, trong nội tâm nàng cũng biết, kinh lịch hôm nay cái này một lần, Ngô Phiền cái này nam nhân, xem như trong lòng nàng lưu lại khó mà ma diệt vết tích. Hai người cứ như vậy ông nhau ngồi, riêng phần mình bình phục hạ tâm tình về sau, Lâm Hiểu Vân mở miệng nói. Nơi này đã thiết trí có cơ quan, chắc hẳn cũng là vị kia người tu hành trọng yếu tàn thư địa, người không phải muốn tìm một môn công pháp tu tập sao, nơi này có lẽ liền có bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 37 Chương 37 Sách kỹ năng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thiên công khai vật, nhanh nhẹn linh hoạt bách khoa toàn thư, phục hoàng 13 quyển, cơ quan nhập môn. Ngô phiền là biết, người tu hành kia đem công pháp đặt ở cái nào, cho nên vừa nhìn thấy cái này vài khung tự sách, lập tức liền đã mất đi không ít hứng thú. Bất quá ở chỗ này trúng người ta cạm bẫy, không mang theo ít đồ đi, ngô phiền càng thấy trong lòng thua thiệt hoang, chớ nói chi là hắn vừa mua còn không có che nóng da hổ áo đâu, rồng rã 15 lượng bạc, cứ như vậy tiến vào trong cạm bẫy. Nơi này sách bày rất nhiều, nhưng cơ hồ đều là một cái loại hình, ngô phiền từng quyển từng quyển toàn bộ lật nhìn một lần, phát hiện cũng còn không tệ. Phát hiện cơ quan kỳ thư thiên công khai vật, toàn bộ đọc về sau, đề cao cơ quan thuộc kinh nghiệm 3.000 điểm ngộ tính một điểm. Cuốn sách này tịch chỉ có thể có hiệu lực một lần, thượng trung hạ ba sách, mỗi sách đọc xong sau các gia tăng một nghìn điểm cơ quan thuộc kinh nghiệm, toàn bộ đọc xong về sau, gia tăng một điểm ngộ tính. Phát hiện cơ quan loại thư tịch, nhanh nhẹn linh hoạt bách khoa toàn thư, toàn bộ đọc về sau, đề cao cơ quan thuộc kinh nghiệm 500 điểm. Phát hiện cơ quan, ám khí, trận pháp loại tổng hợp thư tịch, phục hoàng 13 quyển, toàn bộ đọc sau đề cao cơ quan thuật kinh nghiệm 1.000 điểm, ám khí độ thuần thuộc 100 điểm, trận pháp kinh nghiệm 800 điểm. Đọc tương quan quyển sách sau thu hoạch được tương ứng kinh nghiệm hoặc là độ thuần thuộc, toàn thư đọc xong, học được phong thủy cơ quan trận bố trí phương pháp. Phát hiện cơ quan loại cơ sở thư tịch, cơ quan nhập môn, toàn bộ đọc về sau, lĩnh ngộ cơ quan thuật, cũng thu hoạch được cơ quan thuật kinh nghiệm 10 điểm. Nơi này thư tịch quá nhiều, ngô phiền hơi bỏ ra chút thời gian sửa sang lại một chút, Hết thảy chỉnh lý ra 7 bộ hoàn chỉnh thư tịch, còn có hàng rời đơn bản thư tịch 13 bản. Những sách vở này, cơ bản chia làm hai loại, không phải cơ quan chính là trận pháp, hoặc là chính là cơ quan cùng trận pháp tổ hợp thư tịch. Ngô Phiền đối với trận pháp cảm thấy rất hứng thú, nhưng bố trí đồ chơi kia cần chân khí, chân nguyên còn có trận độ các loại, Ngô Phiền trong thời gian ngắn chỉ sợ là không cần dùng. Cái này nếu là đặt trong trò chơi, cái này trên trăm bản thư tịch hắn đại khái có thể toàn bộ mang đi. Phải biết, cho dù là trong trò chơi, thư tịch loại đạo cụ cũng là rất khó thu hoạch, nhất là những cái kia có thể học tập đến tương quan kỹ năng, và tăng tương quan kỹ nghệ thư tịch. Trước đó cũng đã nói, toàn bộ tân thủ thôn, chỉ có kỹ trường xuân người y sư này trong nhà, mới có thể tìm được một bản y thuật loại thư tịch, đây là chiếm tân thủ thô tiện nghi. Dưới tình huống bình thường, chỉ có đi hướng thành trấn, mới có thể từ một chút phu tử nơi đó mua được thư tịch phần lớn vẫn là tam tự kinh loại hình trường dạy vỡ lòng thư tịch chỉ có hơi lớn một chút thành thị mới có bán sách cửa hàng nhưng cũng chỉ có đơn bản hoặc là một quyển bên trong hai ba sách dù sao là lại quý tác dụng chưa đủ lớn nhưng bây giờ không phải trò chơi không có thần kỳ như vậy ba lô trước ngực treo ba lô cũng không lớn bên trong còn trang ngô phiện không nở ném mật trắng cùng lương khô bởi vậy Ngô Phiền chỉ là tỉ mỉ sửa sang lại tương đối trân quý kỳ thư thiên công khai vật cùng trọn bộ 13 quyển, phục hoàng 13 quyển. Mặt khác sợ cái này hai bộ thư tịch học không đến cơ quan thuật, lãng phí kinh nghiệm, lại cố ý cầm một bản cơ quan nhập môn, cuối cùng nhìn còn có không gian, liền lại cầm một bản đơn bản kinh nghiệm nhiều nhất nhanh nhẹn linh hoạt bách khoa toàn thư. Người đối cơ quan thuật cảm thấy hứng thú. Nhìn ngô phiền tại cái này cầm sách, Lâm Hiểu Vân khác biệt mà hỏi cũng không trách nàng nghi hoặc cơ quan thuật là một loại cực kỳ tinh vi ngành học mà ngô phiền người này nhìn liền cao lớn thô kệch quả thực không có để cho người ta nghĩ đến hắn còn đối cơ quan thuật có hứng thú khụ khụ ta nhìn cơ quan này thật có ý tứ nghĩ suy nghĩ một chút lâm hiểu vân theo bản năng khuyên giải nói ta xem tay ngươi cánh tay phát đạt lực cánh tay phi phàm chỉ là sẽ không dùng kình kỹ xảo nếu như ngươi nghĩ tại võ học một đường bên trên có phát triển lên không bằng tại quyền trưởng loại công phu bên trên nhiều hơn nghiên cứu. Mặt khác, ngươi còn có thể phối hợp luyện thể loại công pháp, hoặc là nghiên cứu thường thừa nội công, đạt tới trong ngoài cân bằng, nói như vậy không chừng còn có thể tiến thêm một bước. Ngô phiền biết Lâm Hiểu Vân là hảo ý, nhưng hắn có mình quy hoạch, mà lại Lâm Hiểu Vân cũng không biết mình có hệ thống tại, có thể giúp hắn tiết kiệm không ít tâm tư, cho nên chỉ là tùy ý hồi đáp. Ta chính là tùy tiện nhìn xem, sẽ không quá phân tâm, ta còn muốn tu luyện thành tiên đâu lâm hiểu vân há to miệng tự hồ có chút không đành lòng nhưng nhìn ngô phiền một chút vẫn là nói ra tu luyện thành tiên trên đời này đã mấy trăm năm không nghe nói có người vũ hóa thành tiên ngô huynh đệ ta không phải cố ý muốn đã kích ngươi nhưng là từ ta trước đó cảm giác được tình huống đến xem linh căng của ngươi không phải rất tốt ân ừ, cũng là không phải là không thể tu luyện chính là chuyện xảy ra lần công nữa mà lại về sau bình cảnh cũng sẽ tương đối nhiều, khả năng rất khó có lớn thành quả. Ngô phiền mình sự tình tự mình biết, hắn năm hệ linh căn không có một cái tốt, ngoại trừ hỏa hệ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn có 60 điểm, cái khác đều là thất bại. Bất quá con đường nào cũng dẫn đến dơm, người tu hành có thể vũ hóa thành tiên, luyện thể giả cũng có thể nhục thân thành thánh. Ngô phiền là dự định tập võ, cái này tiên thiên tạo ra thiên phú, không tập võ đáng tiếc võ đạo nếu như đang phong tạo cực lợi nói, đồng dạng có thể phá toái hư không? Bởi vậy, ngô phiền thật không có cỡ nào quể oải, hắn cười ha ha một tiếng nói. Mặc kệ nó, đừng ngay tại chỗ nào, có thể đi hay không, cũng nên đi lên mới biết được đi. Lâm Hiểu Vân cười gật đầu nói. Lời này cũng không sai, nhân tộc ta trải qua vạn năm, trong lúc đó không biết ra bao nhiêu ngày phú trắc tuyệt hạng người. Khả năng được xưng tụng có thành tựu, thật đúng là không có mấy cái là dựa vào thiên phú chúng ta đi trước nhìn xem vị này người tu hành lưu lại chính là cái gì nếu như không thích hợp ngươi chờ đi ra ta giúp ngươi nghĩ một chút biện pháp xích phượng sơn bên trên cũng không phải chỉ có xích phượng quyết cái môn này công pháp xích phượng quyết từ trước đến nay đều là thiên phú tốt nhất đệ tử đích truyền mới có tư cách tu luyện đệ tử khác đều chỉ có thế trước tu luyện công pháp cơ bản nhưng vô luận là công pháp gì chỉ cần là xuất từ xích phượng sơn lâm hiểu vân cũng không thể tùy ý truyền thụ cho người khác ngược lại là một chút từ địa phương khác lấy được cho dù là so xích phượng sơn công pháp cơ bản càng tốt hơn lâm hiểu vân đều có thể không hề cố kỵ truyền cho ngô phiền bất quá ngô phiền cứu được nàng nhiều lần tùy tiện tìm bản công pháp đuổi sao được cho nên mới dự định chờ rời đi về sau đặc biệt vì ngô phiền tìm một môn phù hợp công pháp tu luyện căn này mật thất chỉ là một gian gian tàn thư mà thôi ngô phiền đem mình muốn đóng gói đi về sau thuận tay cũng hủy đi một tòa giá sách dùng mấy cây chân dài làm bó đuốc ra mật thất ngô phiền lại quay đầu đem cơ quan khôi phục lại tại chỗ không nghĩ cái này cơ quan đẩy đi tới dễ dàng lại nghĩ đẩy trở về nhưng căn bản không đẩy được không có cách cục diện đã như thế ngô phiền cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi về phía trước đi lần này không sao đi lên phía trước lấy đi tới ngô phiền liền phát hiện không đúng tầng hai thông đạo như trước vẫn là lúc đầu thông đạo nhưng bây giờ cái thông đạo này đi lên phía trước cái vài chục bước liền có thể trông thấy một tòa mở ra mật cửa rất hiển nhiên trước đó chơi đùa thời điểm ngô phiền quả thực bỏ qua một chút đồ tốt đương nhiên nơi này cũng không hoàn toàn là đồ tốt mà lại ngô phiền nghiêm trọng hoài nghi cái này mỗi một tòa mật trong cửa đều ẩn giấu một chỗ cạm bẫy bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 38 Chương 38 Lại thấy ánh mặt trời. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nơi này hẳn là vị kia người tu hành phòng khách, ngoại trừ vật dụng hàng ngày, không có những vật khác. Ngô phiền tại mật thất ngoài cửa, tùy ý nhìn thoáng qua nói. Lâm Hiểu Vân há to miệng, nàng kỳ thật cũng không nguyện ý ngô phiền đi vào những này trong mật thất, bởi vì bên trong có cạm bẫy tồn tại, rất có thể xông vào về sau phát sinh cái gì ngoại ý muốn. Nhưng là, ngô phiền bản thân liền là chạy tòa này mộ địa tới, để hắn không muốn đi vào cũng quá ích kỷ. Đã không cách nào ngăn cản hắn, vậy không bằng dứt khoát đi theo hắn đi vào chung, lấy nàng nhãn lực, nói không chừng còn có thể có chỗ trợ giúp. Không có linh khí vân sáng, hoàn toàn chính xác đều là thông thường vật dụng. Đạt được lâm hiểu vân khẳng định, ngô phiền cũng liền lười tiếng vào, hắn kỳ thật rất sợ chết, nếu là Lâm Hiểu Vân mở miệng ngăn cản hắn, hắn xác định vững chắc sớm đi. Sở dĩ hiện tại còn làm bộ từng cái nhìn sang, chính là vì ứng phó Lâm Hiểu Vân, để nàng nhìn thấy, hắn đang tìm đường ra. Sau đó, bọn hắn lại đi qua luyện đan thất, luyện khí thất, thậm chí còn có một mảnh dược viên. Bất quá ngô phiền đều là ở ngoài cửa nhìn thoáng qua, sau đó liền tùy tiện tìm cái cớ, cũng không có thật đặt chân đi vào như thế mấy cái mật thất đi xuống ngay cả lâm hiểu vân cũng không nhịn được tò mò nàng hỏi kia đang thất bên trong không có linh trận thủ hộ có lẽ đã không có tác dụng gì nhưng kia luyện khí thất bên trong rõ ràng còn có thật nhiều trân quý khoáng vật còn có kia làm thuốc vườn mấy trăm năm không ai đào được mặc dù khả năng không ai quản lý chết không ít nhưng chỉ cần có một gốc còn sống đều là mấy trăm năm trở lên tốt nhất dược liệu Ngươi khả năng không biết những này mấy trăm năm năm dược liệu trân quý cỡ nào, bọn chúng chỉ cần một gốc. Hắc hắc, ta lại không ngốc, đương nhiên biết những đồ chơi này có bao nhiêu đáng tiền. Bất quá, chúng ta bây giờ không phải đều bị thương sao, những vật này cũng sẽ không dài chân đi đường, không bằng tìm được trước lối ra, trở về chữa khỏi thương thế lại đến tốt. Lâm Hiểu Vân xấu hổ cười một tiếng, nói. Ngô, ngược lại là một ý kiến hay. Thuận thông đạo thẳng đường đi tới, Ngô Phiền thuận lợi tìm được thông hướng ba tầng thông đạo. Ba tầng chính là vị kia người tu hành ngủ xây chi địa, nơi này so sánh với hai tầng nhỏ hơn rất nhiều, ngoại trừ một tòa không có vật gì cỡ lớn địa cung bên ngoài, cũng chỉ có một tòa phong bế mộ thất cùng cất giữ bí tịch truyền công địa. Đang chơi trò chơi thời điểm, Ngô Phiền cũng từng mang lên gia hỏa, đem tòa kia phong bế mộ thất cho cậy mở tới qua. Kết quả cửa vừa mới cậy mở, cả tòa mộ địa liền âm âm sụp đổ bên trong cái gì đồ chơi đều không thể thấy rõ ràng ngô phiền không tin tà lại làm qua mấy lần mỗi một lần đều không thể đào thoát bị chôn sống vận mệnh về sau hắn cũng nghĩ thông đoán chừng người ta người chết không nguyện ý bị quấy rầy cho nên mới đem mộ thất cho hoàn toàn phong kín nếu có người nhất định phải cậy mở mộ thất hiển nhiên khả năng không lớn là nhà mình hậu nhân cho dù là đó cũng là bất hiếu tử tôn cùng một chỗ chôn không có thương lượng cho nên hiện tại Ngô phiền đối mộ thất cũng không có cái gì hứng thú, trong hiện thực liền một cái mạng, hắn càng thêm sẽ không mạo hiểm đi làm chuyện như vậy. Mà lại trong trò chơi không quan trọng, thật là muốn trong hiện thực đi đào người ta mộ phần, ngô phiền vẫn cảm thấy có chút cách ứng, cũng không thể ra tay như thế. Ngoài trừ mộ thất cùng truyền công địa chi bên ngoài, trong cung điện dưới lòng đất còn có một tòa hướng lên thang lầu, một mực thông đến kỹ sơn phía sau núi bên trong. Kỳ thật nơi này, mới là vị này người tu hành, vì hậu nhân lưu lại thông đạo. Vị này người tu hành minh sát là đem công pháp lưu cho hậu thế con cháu, đương nhiên không có khả năng để nhà mình tử tôn đi những cơ quan kia trận bên trên mạo hiểm. Sở dĩ tu bên trên những này, chỉ sợ cũng là vì phòng ngừa đường lui bị người phát hiện, cố ý hại những cái kia lòng tham người. Người mất đã mất, người ta đến cùng là thế nào nghĩ, ngô phiền cũng không thể mà biết, càng không có hứng thú. Đến nơi này, hắn chuyến này hành trình liền đã hoàn mỹ muốn đạt tới mục đích đều đã hoàn mỹ thực hiện. Ngô Phiền tự nhận biểu hiện của mình, khả năng so trong trò chơi càng tốt hơn, có lẽ sẽ thu hoạch được Lâm Hiểu Vân càng nhiều hảo cảm cũng khó nói. Tại truyền công cầm vị kia người tu hành lưu cho hậu thế con cháu bí tịch, Ngô Phiền liền cổng Lâm Hiểu Vân, từ địa cung thông đạo rời đi. Thông đạo trên cùng, còn có một cái cơ quan mật cửa, không có cái đồ chơi này, đoán chừng đầu này ám đạo sớm đã bị phát hiện. Ngô Phiền đương nhiên thuận lợi tìm được cơ quan, Lâm Hiểu Vân ghé vào Ngô Phiền trên lưng, đã căn bản lười nhã rảnh. Địa cung thông đạo cửa ra vào là trực tiếp cùng phía ngoài thổ địa tương liên, phía trên đoán chừng còn trồng cây cối, sợi rễ đều đã xuyên qua cửa ngầm, dài đến thông đạo trên vách. Mà Ngô Phiền khởi động cơ quan về sau, cửa ngầm hướng hai bên mở ra, xinh xinh xé rách không ít thực vật, cũng bởi vậy có thể thấy được, đạo này cơ quan cửa, đích thật là lần thứ nhất bị mở ra. Ngô phiền rơi vào trong nước thời gian là buổi trưa, bây giờ cơ quan mở ra, lại thấy ánh mặt trời, phía ngoài mặt trời cũng đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Mộ thất bên trong không thông gió, buồn bực mặc dù khó chịu điểm, nhưng còn không tính quá lạnh. Đi lần này ra, thân trên trần trùng trục ngô phiền, bị hàng phong thổi rung lập cập. Ngươi đồ vật đều tại bên hàng đạm bên trên A, chúng ta đi trước cầm lên đồ vật, ngươi trước chữa thương đi. Toàn thân liền một kiện áo mỏng che giấu, Xích phượng quyết mặc dù có thể để thân thể không lạnh, lại không thể che giấu rơi hàng phong thổi cái mông ngượng ngùng cảm giác. So với ngô phiền, Lâm Hiểu Vân đương nhiên là càng thêm vội vàng muốn trở về thu hồi đồ vật, nhưng nàng vẫn như cũ nói. Đầu kia đại mãn xà năng lực khôi phục, khẳng định so với chúng ta muốn tốt hơn nhiều, hiện tại này lại hẳn là đã sớm khôi phục lại. Như hôm nay sắc đã muộn, mãn xà lại là có thể nhìn ban đêm sinh vật, không bằng nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại đi đi. Ngô phiền chỉ là một cái chưa từng luyện võ người bình thường một khi bị kia đại mãn xà phát hiện khẳng định là lại không có đường sống người ta cứu mình nhiều lần hiện tại lại để cho ngô phiền một người bình thường vì mình sự tình đi mạo hiểm lâm hiểu vân còn không làm được loại sự tình này nàng vốn là dự định thừa dịp ngô phiền ngủ thiếp đi nàng một thân một mình đi đem đồ vật cầm về nàng hiện tại mặc dù bản thân bị trọng thương có thể ngưng tụ thể nội chân nguyên dù cho bị đầu kia mãn xà phát hiện cũng có thể liều mạng một lần dầu gì cũng không trở thành liên lụy ngô phiền ai nghĩ đến ngô phiền trên tay có vị kia người tu hành lưu lại tính vật căn bản không lo lắng đầu kia đại mãn xà căn bản liền không có cân nhắc qua đầu kia mãn xà vấn đề không sao đầu kia mãn xà tổng cũng muốn nghỉ ngơi mà lại tên kia hang ổ là tại trong đầm nước chúng ta chỉ cần không đến trong nước đi đoán chừng người ta cũng không hứng thú tìm chúng ta gây phiền phức Ngô Phiền nói rất có lý, đầu kia cự mãn dù sao cũng bị trọng thương, hiện tại đồng dạng là cần có nhất an dưỡng thời điểm. Mà lại, bình thường giả thú, nhất là cường đại giả thú, bọn chúng đều đặc biệt có lãnh địa ý thức, ngoại lai sinh vật chỉ cần tới gần lãnh địa của bọn nó, liền tất nhiên sẽ nhận công kích. Trái lại, chỉ cần không tiến vào lãnh địa của bọn nó, bọn chúng cũng rất ít sẽ chủ động công kích, nhất là sống dưới nước hoặc là lưỡng cư loại giả thú. Nhưng là loại này sinh vật cường đại, lãnh địa tất nhiên là tương đương rộng lớn. Càng quan trọng hơn là, càng là sinh vật hùng mạnh liền càng mang thù, loài rắn sinh vật càng hơn. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 39 Chương 39 Lấy đăng, cầu cất giữ, cầu đề cử. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Tốt, đi thôi đi thôi, chậm trễ nữa xuống dưới, đầu kia mảng xà tổn thương đều tốt hơn thấu, đến lúc đó mới càng khó làm hơn đâu. Dù sao người bây giờ tại trên lưng hắn đợi, Ngô Phiền nói đi là đi, Lâm Hiểu Vân muốn cự tuyệt đều không có cách nào. Ngô Phiền động tác nhanh chóng, phía sau núi chỗ hắn chơi đùa thời điểm cũng đã tới qua vô số lội, mặc dù bởi vì sắc trời mờ tối quan hệ có chút không nhìn rõ sở, bích ba đầm kia bạch tỏa sáng mặt hồ, lại dị thường bắt mắt. Ghé vào Ngô Phiền vai rộng trên vai, bắp đùi đầy đặn bị Ngô Phiền cánh tay nâng, vừa chạy khẽ động ở giữa ma sát, để Lâm Hiểu Vân đỏ mặt tâm nóng, thế mà nửa điểm không có chú ý, liền được đưa tới bích ba đầm bên cạnh. Ban đêm bích ba đầm cảnh sắc càng đẹp, xanh biết gợn sóng đã thấy không rõ nhan sắc, chỉ có thể nhờ ánh trăng, nhìn thấy một chút xíu sương mù từ mặt hồ dân lên. Bích ba đầm đầm nước, nhiệt độ cực thấp, đến mức xung quanh không khí đều bị ngưng kết thành sương mù. Sương mù phiêu đãng đến giữa không trung, đã mất đi bích ba đầm nhiệt độ nước độ chèo chống, bị mặt trời vừa chiếu, nặng lại hoa tan mất. Cũng là bởi vì đây, kỹ sơn cái này một tòa không cao dãy núi, phía sau núi chỗ thế mà lại có mây mù vần quanh. Ngô phiền lặng lặng đứng tại bên hồ, an tĩnh thưởng thức kia không ngừng bốc lên sương mù, xuyên thấu qua kia trùng điệp sương mù, ngô phiền phản phất thấy được dưới mặt hồ kia to lớn thân ảnh. Lâm Hiểu Vân đoán một chút cũng không sai, bích ba đầm bên trong đầu này bích ba mảng, mười phần mang thù, càng là bẩm sinh liền có một ít đặc biệt năng lực, đối mùi cực kỳ mẫn cảm. Không đợi ngô phiền bọn hắn tới gần, bích ba mãn đã nghe đến mùi của bọn họ, đã sớm vụn trộm ẩn nút đến bích ba đầm bên cạnh. Chỉ là, không đợi bích ba mãn đánh lén, nó liền thấy ngô phiền treo ở trên người chiếc nhẫn kia. Cổ lão hồi ức sông lên đầu, chỉ chốc lát công phu, đầu này bích ba mãn lại vặn vẹo uống éo thân thể, hướng bích ba đầm chỗ sâu bơi đi. T ngô phiền đột nhiên hít sâu một hơi trần trùng trục trên lưng đột nhiên đau đớn một hồi dù là ngô phiền ở chỗ này chờ đợi mấy ngày khổ gì mệt mỏi đều nếm qua dạng này đau đớn vẫn không thể nào chịu được ta nói rừng đại tiên tử chúng ta coi như không nói tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo đi nhưng cũng không thể nhanh như vậy liền lấy oán trả ơn đi t tranh thủ thời gian giúp ta nhìn xem cắn nát không có nguyên lai like là vừa rồi Bích ba mãn từ dưới nước lặng thời điểm ra đi, khơi dậy mặt nước trận trận gần sóng. Ngô phiền cao lớn thô kệch không có chú ý, Lâm Hiểu Vân nhưng một mực nhìn chầm chầm mặt hồ đâu, cái này gần sóng cùng một chỗ, nàng kém chút liền lên tiếng kinh hô. Còn tốt Lâm Hiểu Vân tu luyện nhiều năm, biết lúc này không nên đánh cỏ động rắn, miệng đều mở ra, cuối cùng lại cắn một cái tại ngô phiền trên bờ vai, quả thực là không có phát ra nửa điểm thanh âm. Kết quả Lâm Hiểu Vân bên này cố nén không có phát ra động tĩnh, Ngô Phiền cái thằng này lại chẳng hề để ý tại cái này hô to gọi nhỏ. Giờ khắc này Lâm Hiểu Vân, thật sự là nghĩ bóp chết Ngô Phiền tâm đều có. Nhưng mà, đầu kia cự mãn tự như thật ngủ thiếp đi, Ngô Phiền lớn tiếng như vậy nói chuyện, thế mà cũng không có xuất hiện. 3. Gặp Lâm Hiểu Vân không có phản ứng, Ngô Phiền có cừu báo cừu, một bàn tay hung hăng đập vào Lâm tiên tử trên cặp mông thanh âm lại vang lại thanh thúy. Ngươi, dù là lâm tiên tử định lực kinh người, yếu hại chỗ bị ác như vậy hung ác vỗ một cái, cũng chịu không được lên tiếng. Mặc dù nàng kịp thời che miệng lại, nhưng lấy bích ba mảng thính lực, chỉ sợ là đã sớm nghe được. Được rồi, được rồi, lâm tiên tử, ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì nơi này sẽ có một tòa dạng này hàng đàm, dạng này trong hàng đàm, vì cái gì lại sẽ có một đầu khổng lồ như vậy mãn xa đâu hận hận trừng ngô phiền một chút, Lâm Hiểu Vân lại kỳ quái mình nội tâm thế mà cũng không có thật sự tức giận, cái này nếu là đặt tại bình thường, ngô phiền dạng này bàn tay heo ăn mặn, sớm đã bị nàng chặt cho chó ăn. Ta làm sao biết? Lâm Hiểu Vân ngay tại phụng phiệu, cũng liền lười nhát quản lý ngô phiền. Hắc hắc, ta đoán, đây hết thảy nhất định cùng mấy trăm năm trước vị kia người tu hành có quan hệ, lão nhân gia ông ta mộ thất, thế nhưng là trực tiếp liền tu đến trong hàng đàm liền ngay cả đầu kia bích ba mãn, không có mấy trăm năm, đoán chừng cũng dài không đến hiện tại hình thể. Như thế hướng phía trước đẩy cái mấy trăm năm, đúng lúc là vị kia người tu hành khi còn sống. Cho nên, nếu như ta đoán không lầm, tòa này hàng đàm chính là vị kia người tu hành đạo, đầu kia đại mãn, cũng là người ta nuôi. Ta có cái này mang theo, đầu kia đại mãn đoán chừng sẽ không tới công kích chúng ta. Lâm Hiểu Vân hừ một tiếng, nhưng cũng không có phản bác cái gì, giả thú đương nhiên không có khả năng nhớ kỹ mấy trăm năm trước người cũ, nhưng linh thú lại khác biệt. Một đầu như thế lớn cự mãn, còn có thể cái này trong hàng đàm cùng nạn đối kháng, nói nó là phổ thông giả thú, Lâm Hiểu Vân cũng không có khả năng tin tưởng. Tính ngươi nói có lý, tranh thủ thời gian cầm lên ta đồ vật, rời khỏi nơi này trước lại nói. Dưới sự chỉ điểm của Lâm Hiểu Vân, Ngô Phiền ghé vào trong bụi cỏ, sờ soạn nửa ngày, mới mò tới Lâm Hiểu Vân đồ vật váy quần nội y cái gì tất cả đều tán loạn ném xuống đất có thể suy ra ngay lúc đó lâm hiểu vân liệt hỏa đốt người đến cùng đến cỡ nào thống khổ dưới ánh trăng lâm hiểu vân quần áo nhìn không rõ ràng lắm ngô phiền nhãn lực cũng không đúng chỗ cần từng kiện hỏi rõ ràng mới có thể tránh miễn di thất lâm hiểu vân cũng không biết có phải hay không qua ngượng ngùng kỳ hay là dứt khoát liền vò đã mẻ không sợ rơi không chỉ có nửa điểm không nhăn nhó còn chủ động nhắc nhở ngô phiền đừng đem nội y của nàng đem quên đi ngoại trừ quần áo ngô phiền còn tìm đến lâm hiểu vân binh khí một đôi sờ tới sờ lui phỏng tay vòng tròn hai thanh vòng tròn ở giữa ở giữa có đoạn lỗ hổng lỗ hổng bên trong có một thanh tay buộc lên một cây hỗn thiên lăng đồng dạng hồng lăng trong trò chơi lâm hiểu vân hẳn là dùng cái đồ chơi này cứu được hắn một mạng vòng tròn lưỡi đao hướng ra ngoài mở ngô phiền sờ lên thời điểm lâm hiểu vân còn cố ý nhắc nhở hắn cẩn thận nói là nàng hai thanh vòng lưỡi đau lợi dị thường, dù cho ngô phiện mang theo quyền sáo, cũng tuyệt đối đừng sờ lưỡi dao. Hẳn là thuận hồng lăng, trực tiếp nắm lấy nội bộ nắm tay. Vũ khí cùng quần áo bên ngoài, còn có một bao quần áo cùng mấy cái túi thơm đồng dạng cái túi nhỏ. Trong bao quần áo có ba cái bình sứ, màu đỏ kia bình, người giúp ta lấy một viên, màu lam kia bình, cần lấy hai viên. Thân ở hiểm địa, Lâm Hiểu Vân nghĩ không phải trước mặt vào quần áo che giấu, mà là trước ăn vào thuốc trị thương, để cho mình khôi phục sức chiến đấu. Ngô Phiền cũng không có chậm trễ, dựa theo Lâm Hiểu Vân nói, từ màu đỏ bình sứ bên trong, đổ ra một viên bồ câu trứng lớn viên đang dược. Mở ra màu đỏ bình sứ trong nháy mắt đó, một cổ nồng đậm hương thơm từ bình sứ bên trong lộ ra, đem đang dược đổ ra lúc, càng có thể nhìn thấy viên kia khỏa tròn vo đang dược, thế mà mình đang phát sáng. Ngô Phiền lần này mặc dù còn chưa kịp học luyện đang, nhưng hắn trước kia luyện đang lúc cũng là luyện được qua không ít hơn thừa đang dược. Loại này có thể tự mình phát sáng đang dược, nói rõ linh khí đã bắt đầu tràn ra ngoài, Ngoài trừ luyện đang sư thủ pháp kém cỏi một chút ra, cũng có thể nói rõ luyện chế những đang dược này vật liệu là thật phi thường trân quý. Hỏa hồng đang dược giống một viên mặt trời nhỏ vừa mới đổ ra, liền xua tán đi chung quanh hàng ý. Trái lại màu lam bình sứ bên trong đang dược mặc dù đồng dạng hương thơm xông vào mũi, lại tại đỏ đang quang mang dưới, ảm đạm phai mờ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 40 Chương 40 Huyền tâm chính phát Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lâm Hiểu Vân đối ngươi hảo cảm gia tăng 60 điểm, trước mắt độ thiện cảm 80. Đóng lửa bên cạnh một đầu hệ thống nhắc nhở đột nhiên nhảy ra ngoài, ngô phiền nhìn thoáng qua, lộ ra hài lòng thần sắc. Ngô phiền chơi đùa quá trình bên trong, không thể tránh khỏi cũng phát động qua mấy lần soát hảo cảm sự kiện, nhưng thu hoạch lớn nhất một lần, cũng bất quá duy nhất một lần tăng lên 50 điểm hảo cảm mà thôi, dưới tình huống bình thường, dù cho một điểm sai lầm không đáng, cũng chỉ sẽ thu hoạch được 30 điểm hảo cảm. Lần này Lâm Hiểu Vân đối với hắn hảo cảm trực tiếp gấp bội, đầy đủ nói rõ, hắn tại công lược lâm hiểu vân sự kiện bên trong biểu hiện cực kỳ tốt không có hệ thống cố định lời kịch có thể không nhận hệ thống trói buộc làm ra bất kỳ động tác gì trò chơi lại như thế nào tự do đều không kịp hiện thực một phần vạn ngô phiền hơi ngẩng đầu lên đóng lửa đối diện lâm hiểu vân đỉnh đầu chính một sợi một sợi bốc lên sương mù cái này một thần kỳ hiện tượng không thể gây nên ngô phiền hứng thú để hắn càng cảm thấy hứng thú là lâm tiên tử trong bao đồ vật mười mấy phiến vàng lá, không sai biệt lắm một cái một hai trọng, một chút nén bạc thêm đồng tiền, một đâm ngân phiếu, các đồng tiền lớn trang đều có. Ngoài trừ tiền tài bên ngoài, trong bao còn có mấy bộ thay giặt nội y, một bộ váy đỏ cùng quần dài lại là cùng hiện tại xuyên giống nhau như đúc. Sau đó chính là ba cái kia bình sứ, ngô phiền hiện tại đã biết, đỏ trong bình chính là diễm tâm đan, một loại phụ trợ tu luyện xích phượng quyết độc môn đan dược làm trong bình thì là chữa thương dùng đan dược, còn lại một cái màu trắng bình sứ, lại là có được tích cốc năng lực tích cốc đan. Lại về sau, trong bao liền không còn có cái gì nữa, không có song phấn bột nước, không có đồ trang sức, cũng không có công pháp bí tịch. Lâm Hiểu Vân đối ngô phiền vô cùng tín nhiệm, không chỉ có vũ khí cùng bao khỏa giao cho ngô phiền đảm bảo, người cũng dẫn dưng trực tiếp tại ngô phiền đối diện ngồi xuống chữa thương, tự hồ căn bản không lo lắng ngô phiền thấy hơi tiền nổi máu tham vừa mới ngô phiền nhàn rỗi không chuyện gì, đem Lâm Hiểu Vân trong bao tiền tại điểm một cái, khá lắm, ngoại trừ những cái kia vàng bạc tán tiền bên ngoài, những cái kia đâm vào cùng nhau ngân phiếu, ít nhất đều có một trăm lượng, kia một đâm, tối thiểu mấy ngàn lượng. Kiểm lại Lâm Hiểu Vân gia sản, ngô phiền liền mất đi hứng thú, so sánh khoản này khoản tiền lớn, hắn ngô phiền muốn càng nhiều. Đem những này đồ vật thu thập xong, ngô phiền lấy ra quyển kia từ mộ thất bên trong thu hoạch công pháp, quyển công pháp này, Ngô Phiền đã sớm tu luyện qua vô số lần, khác biệt chính là, trước kia tu luyện chỉ cần con chuột điểm điểm, lần này, được bản thân suy nghĩ. Bí tịch không dày, Ngô Phiền thô sơ giảng lược lật một chút, cùng trong trò chơi, mỗi một trang đều là từ văn tự cùng bức họa tạo thành. Bức họa là mấy cây thô tuyến phát họa tiểu nhân, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ tiểu nhân dở ra tư thế, cùng do từng cái điểm đỏ tạo thành đường công. Văn tự thì huyền ảo vô cùng, mỗi một chữ ngô phiền đều nhận ra nhưng tổ hợp lại với nhau quỷ cũng không biết nó nói là cái gì công pháp bìa viết bí tịch danh tự thiết họa ngân câu bốn cái chữ to màu vàng huyền tâm chính pháp danh tự rất khốc huyễn nhưng ở tu hành giới cũng không coi là cỡ nào trân quý đồ vật cơ hồ phía trên một chút cấp bậc người tu hành đều có thể làm đến một bản nghe nói bản này huyền tâm chính pháp là xuất từ một cái cổ lão tông môn huyền tâm tông nhưng cái này tông môn đã tiêu tán sắp ngàn năm, mấy trăm năm trước cái đồ chơi này có lẽ rất trân quý, mấy trăm năm sau hiện tại, đã ít có người lại tu luyện loại này cấp độ nhập môn công pháp. Huyền tâm chính pháp hết thảy chín tầng, nhưng cho dù là tu luyện tới tầng thứ chín, cũng chỉ là tiên thiên viên mãn, không cách nào chân khí ngưng nguyên. Người tu hành muốn đột phá tiên thiên, nhất định phải trùng tu mặt khác pháp môn, dần già, môn công pháp này cũng chỉ có tán tu mới luyện. Bất quá huyền tâm chính pháp cũng có một chỗ tốt, nó là huyền tâm tông chuyên môn vì nhập môn đệ tử khai thác cơ sở công pháp tu hành, cả bản công pháp liền chiếm một cái chính tự, ấn bộ liền ban liền có thể tu luyện tới đỉnh, cơ sở có thể đánh phi thường vững chắc. Nhưng mà tiếc nuối là, cái này huyền tâm chính pháp lúc đầu tu luyện dễ dàng, nhưng mỗi tiếng một tầng, độ khó liền thành bao nhiêu thức tăng lên, từ tầng thứ 9 tu luyện tới 9 tầng viên mãn, thiên phú đệ tử, ít nhất phải 10 năm lâu cho dù là thiên tư thông minh người, từ 7, 8 tuổi bắt đầu tu tập, tu luyện tới viên mãn lúc, cũng chí ít hơn 20 tuổi. Đến cái tuổi này, lại tu luyện lại một môn khác pháp quyết, dù là bởi vì cơ sở vững chắc mà tiến triển thần tốc, muốn có sở tác vì, cũng tối thiểu hơn 30 tuổi. Mà như là xích phượng sơn dạng này vòng tộc Đại Tông, một bản xích phượng quyết, liền có thể trực tiếp tu luyện lên trời, tu luyện cái hơn 20 năm, dù là một tháng tu luyện một lần, cũng đã sớm siêu phạm thoát tục. Cho nên, dù là huyền tâm chính pháp là chuyên môn vì nhập môn đệ tử đưa ra phát, tu hành giới người, trừ phi thực sự không có tuyển, nếu không cũng rất ít sẽ ở môn công pháp này trên dưới công phu. Ngô phiền ngược lại là không quan trọng, hắn tu luyện dễ dàng, mỗi lần đều là con chuột một điểm sự tình, mà lại môn công pháp này mặc dù thăng cấp yêu cầu kinh nghiệm nhiều, nhưng hắn thu hoạch được kinh nghiệm con đường cũng nhiều, tiến triển cũng không chậm huống hồ hắn mỗi lần tiến vào trò chơi đều sẽ trăm phương ngàn kế rôn lộ ra một cái cực phẩm nhân vật thiên phú tăng thêm dưới tốc độ tu luyện so thiên tài nhanh hơn hơn nhiều mà huyền tâm chính pháp thăng cấp yêu cầu kinh nghiệm tuy nhiều nhưng tiền nạo độ nấy mỗi lần thăng một cấp tăng thêm thuộc tính cũng không ít trọng yếu nhất chính là môn công pháp này từ sáng tạo mới bắt đầu chính là vì đánh nền tảng dùng chuyên tu những công pháp khác cũng không có nửa phần ảnh hưởng ngược lại sẽ cung cấp ngoài định mức tăng thêm, đôi này ngô phiền tới nói liền không thể nhiều đến. Dù sao, tương đối một cái chơi đùa người mà nói, thứ không thiếu nhất, chính là thời gian. Huyền tâm chính pháp Tu hành loại bí tịch Đột phá tầng thứ nhất, gia tăng khí huyết 50 điểm, chân khí 10 điểm, căn cốt V1, nhu cầu tu hành kinh nghiệm 100 điểm. Đột phá tầng thứ hai, gia tăng khí huyết 60 điểm, chân khí 12 điểm, ngộ tính 1, nhu cầu tu hành kinh nghiệm 200 điểm. Đột phá tầng thứ ba, gia tăng khí huyết 80 điểm, chân khí 15 điểm, tu hành tốc độ vĩnh cửu gia tăng 1%, nhu cầu kinh nghiệm 400 điểm. Đột phá tầng thứ 9, gia tăng khí huyết 460 điểm, chân khí 80 điểm, tu hành tốc độ vĩnh cửu gia tăng 3%, nhu cầu kinh nghiệm 4.500 điểm. Tu luyện viên mãn, ngoài định mức gia tăng căn cốt 1 điểm, ngộ tính 1 điểm, xử lý tất cả hoạt động, thu hoạch được kinh nghiệm ngoài định mức gia tăng 5%. Cả bản công pháp, nếu như một mực tu luyện tới viên mãn lời nói, chỉ là khí huyết liền hết thảy có thể gia tăng 1740 điểm, có lẽ không cách nào cùng những cái kia tuyệt thế thần công so sánh, nhưng cơ sở bí tịch có thể gia tăng nhiều như vậy thuộc tính, huyền tâm chính pháp cho là thứ nhất ngăn. Đương nhiên, muốn tu hành trọn vẹn cũng không dễ dàng, dựa theo trước đó trong trò chơi thiết lập đến xem vận hành một chu thiên, bất quá thu hoạch được một điểm tu hành kinh nghiệm. Mà ngô phiền mặc dù chỉ là con chuột điểm một điểm liền có thể vận hành một chu thiên, nhưng cái này mỗi một lần điểm kích, trò chơi thời gian đều là trực tiếp vượt qua nửa canh giờ. Nói cách khác, dù là ngô phiền mỗi ngày ngày đêm không ngừng tu luyện, không tính ăn uống ngủ nghỉ, một ngày cũng bất quá thu hoạch được hai bốn điểm tu hành kinh nghiệm, muốn viên mãn, tối thiểu phải cần cái thời gian hai ba năm. Đương nhiên, ngộ tính cao có gia tốc động thiên phúc địa có thừa nhanh linh đan dịu dược có thừa nhanh kỹ năng thiên phú có thừa nhanh một chu thiên một điểm hiển nhiên là không chỉ nhưng hắn cũng tương tự không có cách nào không ăn không uống không ngủ được a à, bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video